Hứa thanh ngóng nhìn, hắn nghĩ đến biểu hiện của ảnh tử sau khi tấn trước lần đầu tiên, không biết lần này nó còn phản lại giống như lần trước không, vì vậy hắn đã làm xong chuẩn bị, một khi tình huống như vậy xảy ra, sẽ hoàn toàn trấn áp nó. Về phần lão tổ kim cương tông, giờ phút này tim của lão đập vô cùng nhanh, nhìn qua hết thảy và đáy lòng vô cùng lo lắng, cũng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại khí tức này, tiểu ảnh ơi tiểu ảnh, người có nhất định phải làm như vậy hay không, người làm như thế thì ta phải làm sao bây giờ? chương 760, Bí thuật dung ảnh 1. Lão Tổ Kim Cương Tông rất khẩn trương, đáy lòng tràn ngập lo lắng, đồng thời lại phát hiện ánh mắt của hứa thanh với vẻ mong đợi nhìn tiểu ảnh bên trong vòng xoáy. Trong trí nhớ của lão Tổ Kim Cương Tông, hình như hứa thanh chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn về phía lão. Tất cả, khiến cho tâm thần lão Tổ Kim Cương Tông vùng vẫy mãnh liệt. Cuối cùng trong hai mắt của lão xuất hiện lôi quang, hình như đã tự bước mình đến cực hạn, sau đó cả người của lão liền trở lên biên cuồng, cũng muốn đi thử một cái. Thế là lão mạnh mẽ nhìn về phía hứa thanh, chủ tử, xin ngài đưa những tấm gương kia cho ta. Tuy lời của lão tổ kim cương tông là dùng thần niệm để truyền, nhưng hứa thanh lại rõ ràng cảm giác được bên trong lại lộ ra vẻ kiên quyết cùng điên cuồng. Vì vậy hắn liền liếc mắt nhìn lão tổ kim cương tông, phất tay, tất cả những tấm gương lớn nhỏ mà hắn thu được từ chỗ u tinh linh tôn lập tức bay ra toàn bộ. Lão tổ kim cương tông không nói hai lời, điều khiển que sắt màu đen bay thẳng đến những tấm gương kia, nháy mắt xuyên thấu rồi khẽ hấp một hơi, trong khi tấm gương vỡ vụn, bên trong mơ hồ truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, hình như khí linh trong đó đã bị lão tổ kim cương tông thôn phệ. Hứa thanh đã kiểm tra qua cái gọi là khí linh này, đây cũng không phải là khí linh nguyên vẹn, chỉ có thể coi như là một chút ý thức mà thôi, cách thực sự trở thành khí linh còn thiếu rất xa. Sau đó là tấm gương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong chớp mắt, lão tổ kim cương tông liền cắn nuốt bảy thành những tấm gương ở đây, lúc này bốn phía quanh bản thân lão cũng tràn ngập tia chớp, cả người tựa như sắp đồng hóa cùng tia chớp, trong miệng càng truyền ra từng trận gào thét. Một màn này cũng khiến cho hứa thanh có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy lão tổ kim cương tông đích xác là đang liều mạng. Trên thực tế thì tình trạng như bây giờ đã là cực hạn của lão tổ kim cương tông, lão rất khó thôn phệ thêm nhiều hơn nữa, mà lão cũng không có bất luận chút nắm chắc nào về việc đột phá. Nhưng sau khi phát hiện hứa thanh đang chú ý tới mình, lão tổ kim cương tông liền cảm thấy tất cả đều đáng giá. Mà đúng lúc này, ảnh tử bên trong vòng xoáy bỗng nhiên tràn ra chấn động mãnh liệt, trong đó mơ hồ có từng trận gào thét không giống tiếng người truyền ra, âm thanh xuất hiện khiến linh hồn chấn động. Hứa Thanh ngưng thần nhìn lại, lão tổ Kim Cương Tông im lặng, nhìn những tấm gương còn lại, hô hấp trở nên dồn dập, con mắt đỏ lên và gào thét một tiếng vào tới. Nuốt không nổi, cũng phải cố mà nuốt, lão nghĩ tới việc nếu mình không cách nào tấn cấp, mà ảnh tử lại thành công, như vậy thì lão nhất định sẽ không được coi trọng, mà khi lão không được coi trọng, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị ảnh tử ức hiếp và bị khinh thường, sau đó sẽ vô lực phản kháng. Sau vô lực phản kháng thì dễ dàng bị ảnh tử âm chết, không bị âm chết cũng sẽ bị hứa ma đầu đưa ra làm pháo hôi, không làm pháo hôi cũng sẽ bởi vì thực lực quá yếu mà bị đối thủ làm tổn thương hoặc là bị cướp đi, sau đó sẽ bị hứa ma đầu nhất niệm giết chết. Không thành công, chính là chết, thành công, mới sống tiếp. Sau khi trong đầu lão tổ kim cương tông hiện ra những suy nghĩ này, lão liền trở nên hoàn toàn điên cuồng chớp mắt khi lão điên cuồng tiểu ảnh bên đó cũng tương tự như vậy chấn động tràn ra từ bên trong vòng xoáy càng lúc càng thêm kinh khủng tiếng gầm cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn lúc này bên trong vòng xoáy mơ hồ có một đoàn bóng đen bay lên đoàn bóng đen này là một hình vuông đen nhánh một mảnh hình dáng dường như là một cây cột hình vuông màu đen giờ phút này hình vuông màu đen chậm rãi xuất hiện bên trong vòng xoáy mà mỗi lần xuất hiện nhiều thêm một tấc tiếng gào thét liền thê lương thêm một phần dị chất từ bát phương tràn vào lại càng nồng đậm thêm một chút Hình như ảnh tử đang toàn lực vùng vẫy. Quá trình này kéo dài trọn vẹn tới 4 canh giờ, sau khi vô tận dị chất tràn vào, vòng xoáy bỗng truyền ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tiếp đó vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán. Theo vòng xoáy tiêu tán, một cái bóng thật lớn xuất hiện ở trên vách tường, vô cùng rõ ràng. Hứa Thanh Thay đổi sắc mặt, đó là một cái bóng đen dài dựng thẳng, phía trên quấn quanh một mảnh vải màu xám. Trên vải dính lây một chút máu tươi màu đen, tràn ra vẻ quỷ dị và bí ẩn mà cái bóng đen nhìn như là một mặt phẳng chiếu vào trên vách tường, nhưng lại cho hứa thanh cảm giác như là một khối lập thể, giống như là một cái quan tài màu đen. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm thụ như thế đối với ảnh tử, cho dù lúc trước khi ảnh tử tấn cấp trở thành cái cây cũng đều không có loại biến hóa này, nhưng lần này lại không giống vậy. Nếu như ví von ảnh tử lúc trước là một bức họa, vậy ảnh tử bây giờ, tựa hồ là vật vẽ từ trong tranh đi ra. Hứa thanh cảm thụ điều này rất rõ ràng, chẳng những như thế, Phía trên quan tài màu đen còn có chấn động không tầm thường tràn ra, giống như kim đan mở ra thiên cung vậy. Mà điều càng làm cho ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh mang, đó là lúc này trên quan tài màu đen đột nhiên có con mắt mở ra. Vô số con mắt, dập dạp rất nhiều, tất cả đều là đồng tử dựng thẳng. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đếm rõ bao nhiêu, tràn ngập toàn bộ vị trí trên quan tài màu đen, thậm chí còn có thêm con mắt xuất hiện ở trong ánh mắt chiếu ra. Giờ phút này sau khi những con mắt này mở ra, bên trong tất cả con mắt đều lộ ra vẻ lạnh lùng cực hạn, thế mà lại có vài phần tương tự cùng con mắt của thần linh mà hứa thanh đã từng chứng kiến. Hình như chúng sinh trong ánh mắt này đều là tồn tại cấp thấp, từ cấp độ sinh mệnh so sánh thì giống như là trời và vực vậy. Nhất là cái loại thái độ cao cao tại thượng bao quát tất cả này, khiến cho trong mắt hứa thanh lập tức tràn ra băng hàn còn lạnh hơn những ánh mắt lạnh lùng đó. Lại muốn tìm chết, hứa thanh nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, chiếc quan tài màu đen liền run lên bần bật, dường như thứ gì đó đã từng khắc sâu trong ký ức lại lần nữa hiện ra, khiến cho thái độ ngạo nghễ vừa mới đột phá lập tức sụp xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, những con mắt trên chiếc quan tài liền tràn ra vẻ nịnh nọt theo bản năng. Chủ, ta, nghe lời, sau khi tấn cấp vẫn không cách nào nói năng đầy đủ, giữ người có tác dụng gì. Thần sắc hứa thanh bình tĩnh, nhưng trong mắt lại càng lúc càng băng hàn, trên người còn tràn ra ánh sáng tím, độc đan trong tòa thiên cung thứ ba cũng đồng thời hơi nhảy lên. Trong thời gian ngắn, ảnh tử lập tức run rẩy mãnh liệt, tất cả con mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vô cùng căng thẳng, lần nữa dập đầu, truyền ra chấn động nói lắp. Ta, mạnh, hữu dụng, có tác dụng, gì, hứa thanh hỏi một câu, chương 761, bí thuật dung ảnh 2. Trong chốc lát, mảnh vải trên người ảnh tử chóc ra, bay về phía hứa thanh, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt hứa thanh. Hứa thanh nhìn thoáng qua, cấm kỵ, hút khô, hứa thanh nhíu mày, theo bản năng nhìn lão tổ kim cương tông, nhưng lúc này lão tổ đang cắn nuốt tất cả tấm gương đang run rẩy hấp thu khí linh không cách nào phiên dịch vì vậy hứa thanh liền nhàn nhạt mở miệng nghe không hiểu ảnh tử lập tức cảm thấy cấp bách càng lúc càng run rẩy cuối cùng dứt khoát phân ra một chút bóng của mình bắt đầu vẽ tranh trong tấm hình vẽ ra thân ảnh hứa thanh hắn đưa cho một gốc cây dập đầu trước mặt mình một cái vật phẩm hứa thanh nhìn qua cảnh tượng nghĩ lại lúc trước mình đưa một khối mảnh vỡ cấm kỵ cho ảnh tử giờ phút này nhìn lại tấm vải này có chút kinh ngạc sau khi người hấp thu dị chất bên trong mảnh vỡ kia, bây giờ nó đã biến thành cái dạng này. Ảnh tử biến thành quan tài lập tức lắc lư, tựa như đang lắc đầu. Hứa thanh lần nữa nhíu mày, mà ảnh tử cũng kịp phản ứng, trong nháy mắt lập tức truyền đi cảm xúc. Quên, hận kim cương, phải, hứa thanh nhìn qua tấm vải màu xám trước mặt, nhìn bên trên tấm vải có rất nhiều khu vực đều nhiễm máu tươi màu đen, cho hắn cảm giác giống như được xé xuống từ trên vải quấn xác chết vậy nhưng bên trên hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ mùi tanh hôi nào ngược lại còn tràn ra từng trận khí tức tiên linh điều này khiến cho hứa thanh cảm thấy có chút kỳ dị sau khi cầm vào trong tay ánh mắt của hắn lập tức ngưng tụ buông tay ra nhìn vào lòng bàn tay của mình chỗ đó có rất nhiều miệng vết thương rất nhỏ dường như do tấm vải này đâm xước chỉ cần hơi cầm ở trong tay cũng sẽ bị nó đâm bị thương về phần cách dùng cụ thể hứa thanh còn cần phải nghiên cứu vì vậy liền tạm thu hồi nhìn về phía ảnh tử chỉ vậy mắt thấy hứa thanh không hài lòng, ảnh tử căng thẳng, vội vàng truyền ra chấn động. Dung hợp, biến, cực hạn, ảnh tử nói xong, cái nắp quan tài bỗng nhiên mở ra, dưới từng trận âm thanh cọt kẹt, tê, ti 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 chói tai vang lên, nắp quan tài chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh đen nhánh bên trong. Chủ, tiến vào, ảnh tử nịnh nọt, hứa thanh nheo mắt lại, liếc mắt nhìn ảnh tử thật sâu. Sau khi trầm ngâm một lúc, dù ảnh tử đã tấn cấp nhưng hắn cũng có nắm chắc có thể chấn áp nó, cho nên nếu như nó có ý nghĩ nghịch phản hắn cũng không định lưu lại thế là hắn liền đứng dậy bước một bước trực tiếp đi vào bên trong quan tài theo hắn bước vào nắp quan tài chậm rãi đập lại kín kẽ không một kẽ hở thân thể ảnh tử run rẩy và vô số con mắt đồng loạt khép kín trong chốc lát thân thể của nó tựa như đã thành chất lỏng cứ thế lõm vào không ngừng co rút dần vào bên trong bao phủ thân hình hứa thanh thân hình của hắn bị ảnh tử bao phủ đã biến thành một mảnh đen nhánh lúc này hứa thanh bỗng nhiên mở mắt ra trong mắt lộ ra một tia chấn động mãnh liệt hắn cúi đầu xuống nhìn thân thể của mình sau đó thân thể hơi nhoáng một cái lúc này tốc độ của hắn cực nhanh siêu việt lúc trước rất nhiều sau đó hắn lại tung một quyền ầm ầm đánh vào vách tường toàn bộ vách tường trong chốc lát trở thành cho bụi lực lượng còn dư lại vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng cho đến khi một cái động to đến ngàn trượng xuất hiện ở trước mặt hứa thanh tâm thần hứa thanh cuộn sóng đây vẫn không phải là toàn bộ lực lượng của hắn lúc này đây chỉ là một quyền sau khi hắn đã kiềm chế sức mạnh của mình lúc trước hắn không cách nào làm được trình độ như này. Hô hấp của hứa thanh có chút rồn rập, nội thị bản thân. Giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, bất luận là phương diện phòng hộ, tốc độ hay là sức mạnh, tất cả mọi thứ đều đạt đến một trình độ vô cùng kinh người. Mà trong cơ thể lại là một mảnh đen nhánh, hắn không nhìn thấy thiên cung của mình, không thấy tu vi của mình, không thấy pháp lực của mình, tựa hồ trong một cái chớp mắt, hết thảy mọi thứ của hắn đều đã biến mất. Mà thứ đổi lấy khi bọn chúng biến mất, đó là một thân thể với lực lượng kinh người lúc này. Hứa thanh trầm ngâm, tâm niệm vừa động thì lớp bóng đen nhánh bao phủ bên ngoài thân thể lập tức co lại, cho đến khi lộ ra làn da nguyên bản của hắn, tất cả bóng đen đều hội tụ vào mi tâm của hắn. Sau đó liền tạo thành một con mắt dọc màu đen ở đó, ánh mắt trong đó đang tự hành di động. Đây là một loại bí pháp của ảnh tử sau khi tấn cấn, có thể dung hợp cùng một chỗ với ta. Hứa thanh thì thào, giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, nhưng không hề có bất cứ pháp thuật nào được thi triển ra ngoài sau khi dung hợp pháp thuật của ta liền tan biến đã biến thành một tu sĩ luyện thể đơn thuần nhưng vẫn còn có thể sử dụng độc mà lực lượng thân thể lại vô cùng cường hãn cho ta cảm giác chiến lực đã vượt qua bốn cung hẳn là đạt đến trình độ năm cung lại còn thuần túy là lực lượng thân thể năm cung cực kỳ đáng sợ gợn sóng trong lòng hứa thanh vẫn không ngừng lên xuống như trước lần này hắn có thể cảm nhận được từ sau khi rời khỏi tam linh trấn đạo sơn lực của hắn đã xuất hiện một lần thuế biến nghiêng trời lệch đất. Đây là do hắn góp ít thành nhiều, là tất cả tích lũy của hắn, sau khi đạt tới trình độ nhất định liền bộc phát. Sau khi lần nữa cảm thụ trạng thái hiện tại của mình, theo tâm niệm hứa thanh vừa động, con mắt màu đen trên mi tâm của hắn khuếch tán ra toàn thân, sau đó lại tiếp tục tản ra ngoài, lại biến thành một cố quan tài màu đen. Quan tài lại mở nắp ra, hứa thanh từ trong đi ra. Phất tay một cái, ảm hồn hỏa màu đen lại xuất hiện, Thiên cung trong cơ thể cũng đều khôi phục như thường, tất cả khôi phục khiến cho Hứa Thanh càng thêm xác định một điều, bí thuật sau khi ảnh tử tấn cấp thu được, chính là một loại bí pháp dung hợp. Không tệ, Hứa Thanh gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Nhìn thấy Hứa Thanh thỏa mãn, ảnh tử trở nên kích động. "Chủ, ta nghe lời." Ảnh tử nhanh chóng bày tỏ thái độ, đây là tri thức mà nó học được từ lão tổ Kim Cương Tông, giờ phút này nó rất là vui mừng, đồng thời cũng hoàn toàn thả lỏng cõi lòng vì vậy liền mang theo vẻ khiêu khích cùng khinh thường, nhìn qua phía lão tổ kim cương tông còn đang run rẩy dày, dày vò. chương 762, Thiên Kiếp dẫn nghiêu một Ảnh từ tấn cấp làm hứa thanh rất hài lòng, bí pháp dung hợp của nó lại càng làm cho nội tâm của hắn rất kinh ngạc. Trên cơ bản thì có thể coi cái bí pháp này thành một đòn sát thủ rồi, hiệu quả cũng giống như bí pháp mà thiếu nữ mặc hồng y lúc trước hắn gặp triển khai. Chỉ là thiếu nữ triệu hoán chiến hồn nhập thể, mà hứa thanh là chuyển hóa bản thân biến thành tu sĩ luyện thể thuần túy tới cực hạn. Bây giờ mệnh đăng và độc của ta đã không còn là bí mật gì nữa, cho nên lúc này, bí mật thứ nhất của ta là sự tồn tại của ảnh tử, mà vũ khí của thiếu nữ kia cũng đã cho ta một đầu mối. Tương lai, một khi ảnh tử bị lộ, ta sẽ dùng phương pháp này để che giấu, như thế cũng sẽ không khiến người khác quá mức chú ý. Mà bí mật thứ hai đó là hạ cửu tuyền cùng với bí thuật mới của ảnh tử, hạ cửu tuyền còn dễ, nhưng bí thuật của ảnh tử mà nói, ta có nên nghĩ ra một đoạn giống như khẩu quyết nhưng lại không phải khẩu quyết, vào lúc giao chiến liền đọc lên, như thế liền có thể che giấu cái bí pháp này, cũng có thể phát ra tác dụng xuất kỳ bất ý trong một thời khắc nào đó của tương lai. Bí mật thứ ba đó là, ta có thuật có thể sản sinh ra dị chất. Bí mật thứ tư, cũng là bí mật cuối cùng, vẫn là thủy tinh màu tím như cũ. Hứa thanh sắp xếp lại suy nghĩ, sau khi trong lòng càng lúc càng ổn định, đảo mắt nhìn qua tạo hình quan tài của ảnh tử. Không biết lần tấn cấp tiếp theo, ảnh tử sẽ biến thành tạo hình gì từ hứa thanh xem ra tạo hành lần này của ảnh tử nhất định còn có rất nhiều chỗ kỳ dị chẳng qua hiện giờ không phải là thời điểm hỏi nó dẫu sao thì ảnh tử miêu tả nhiều chuyện đều không hề rõ ràng thời điểm này hứa thanh liền nghĩ tới lão tổ kim cương tông vì vậy liền nhìn sang phía lão tình trạng bây giờ của lão tổ kim cương tông rất là thê thảm thân thể lão run rẩy toàn thân tràn ngập vô số tia chấp trong lúc những tia chấp không ngừng chạy thỉnh thoảng lại có tia chấp chui vào trong cơ thể của lão ra ra vào vào khiến cho lão tổ kim cương tông có đôi khi không nhịn được phải phát ra tiếng kêu thảm thiết nhưng lão tổ vẫn muốn giữ tôn nghiêm trong đau đớn kịch liệt lão vẫn thấy được ánh mắt khiêu khích của ảnh tử thấy được ánh mắt chờ mong của hứa thanh những thứ này khiến cho trong mắt lão tổ lập tức lộ ra vẻ điên cuồng bây giờ lão là lôi linh nguyên bản thì lão còn phải cần uẩn dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể từ linh hóa hồn hội tụ ra thiên kiếp sau đó thử nghiệm thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ nhưng bây giờ lão đã bất chấp những thứ này mượn nhờ việc thôn vệ khí linh của những tấm gương kia để đổi lấy lực lượng tăng nhanh vượt bậc, điều động toàn bộ lực lượng tia chấp, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thê lương, hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ một ngón tay tới phía trên, Kiếp tới trong nháy mắt tiếp theo, vô số tia chấp từ trên người lão tổ kim cương tông tuôn ra, hình thành quang mang chói mắt, trực tiếp nhảy vào bên trên bùn đất, tia chấp theo bùn đất chui ra, hình thành vô số tia điện quang hình vòng cung ở trong và ngoài hạp cốc cuối cùng liền hội tụ thành một đạo tia chấp vừa thô vừa to như một dòng trường hà, bắn thẳng lên bầu trời. Bầu trời đầy mây đen nổ vang, sau đó liền bị này tia chấp như trường hà đánh thủng, kịch liệt cuộn mình, một tiếng sấm rền kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung ở trong đám mây mù bên trên. Theo âm thanh ầm ầm vang vọng, một tia chớp màu đỏ phóng qua trong mây mù, rất nhanh liền ngưng tụ đến một chỗ, hình thành một đạo sấm sét màu hồng sắc. Giống như tích tụ đến mức cực hạn nào đó, tia chớp này bỗng nhiên hạ xuống thẳng đến đại địa, thẳng đến hạp gốc, thẳng đến động quật sâu trong lòng đất. Âm âm mà đến, cùng lúc đó, trong rừng bên trong kiếm cấm, một nơi cách chỗ hứa thanh đột phá một chút phạm vi, đội trưởng đang bỏ chạy điên cuồng với tốc độ cực kỳ kinh người, trên người tản ra khí tức băng hàn, khiến cho những nơi mà y đi qua hết thảy mọi thứ đều bị đóng băng. Sắc mặt của y ửng hồng, trong mắt mang theo tia sáng, trong miệng tràn đầy tiếng cười, trong tay cầm một trái cây màu đỏ, vừa cười vừa đưa trái cây lên miệng gặm một miếng lớn. Thứ tốt, thứ tốt, bên trong một nơi tràn ngập dị chất và tà ác lại sinh ra một loại quả vô cùng thánh khiết thứ này có thể theo nghịch cảnh mà sinh nhất định bất phàm khiến ta vừa mới tới liền đã ngửi thấy từ xa ha 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 vãi trưởng trong khi đội trưởng đang cười phía sau y đột nhiên bay ra một tia ánh sáng âm u nháy mắt từ sau vào đến như một lưỡi dao sắc bén quét ngang cây cối đụng chạm cùng nó đều lập tức vỡ vụn nháy mắt khi đạo ánh sáng này sắp tới gần mắt thấy sẽ chém vào trên người đội trưởng nhưng đội trưởng lại uốn éo thân hình quỷ dị nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn có một chút tóc bị tia sáng lướt qua chạm đứt, gần như là dán sát ra đầu của đội trưởng mà qua. Đội trưởng hít vào một hơi thật dài, ném trái cây vào trong miệng nuốt xuống, không hề quay đầu lại mà tăng tốc bỏ chạy, lúc này y chợt nhìn thấy nơi cực xa trên bầu trời bỗng có tia chớp, cũng đã nghe được tiếng sấm sét như ẩn như hiện, ánh mắt lần nữa trở nên sáng ngời. Lại là bảo bối, có nên đi hay không, phía sau có chút nguy hiểm, nhất là tộc trưởng của bọn họ tựa hồ đã bị ta kích thích muốn thức tỉnh quá keo kiệt. Trong lúc đang nói, đội trưởng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hung hăng nghiến răng, cải biến phương hướng, phóng về phía sấm sét. Y cảm thấy nếu như mình cứ buông tha như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Đã như thế thì cứ tới xem là được rồi, chỉ cần tốc độ của Y nhanh, vậy thì biết đâu có thể dùng một mũi tên chúng hai con nhạn. Mặt khác, lúc trước Y đã cảm thụ qua một chút, tên tộc trưởng của cái tộc quần kia hiển nhiên có chút thương thế cổ xưa bên người, muốn thức tỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ nơi đó hình như còn có một chút cấm chế do vạn tộc bố trí, hình như là vì phòng ngừa đối phương thoát khốn. Chẳng lẽ là một nhóm người đã từng đi theo hoàng của cấm địa chạy ra bên ngoài. Kết quả toàn bộ đều bị vạn tộc phong hải quận chân áp, mặc dù chạy trở về một mực dưỡng thương nhưng vẫn bị vạn tộc đuổi theo, gia trì cấm chế, khiến cho tòa cấm địa này giống như một nơi giam cầm. Kiếm cấm, địa phương tù giam, đội trưởng như có điều suy nghĩ, y nghĩ tới một cái tên khác của cái cấm địa này, giờ phút này y vừa chạy, lại vừa lấy ra một trái cây màu đỏ, cắn một miếng. Phía sau y, đại địa chấn động, cây cối sụp xuống, một đám người khổng lồ sáu tay hiện ra và nhanh chóng cất bước, mang theo tức giận đuổi theo. Những người khổng lồ này, không sai biệt lắm đều có độ cao 10 trượng, làn da màu xanh, lỗ tai cực lớn, mà thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là vành tai của bọn họ. Chỗ đó có rất nhiều chuông lục lạc truyền ra âm thanh thanh thúy. Những chiếc lục lạc này tựa như sinh trưởng cùng bọn họ vậy ánh sáng âm u lúc trước cũng chính là do chiếc chuông lục lạc này bắn ra. chương 763, Thiên Kiếp dẫn Ngưu 2. Những người này chính là tộc quần đặc thù được sinh ra trong cấm địa. Giờ phút này trong mắt từng tên đều mang theo vẻ điên cuồng và sát khí, không ngừng truy kích đội trưởng, trong này có tới 10 tên có tu vi kim đan cảnh. Càng kinh người hơn chính là tộc địa phía sau đám bọn họ, cũng chính là nơi đội trưởng chạy đến, giờ phút này ở đó đang mơ hồ có khí thức khôi phục truyền ra, tựa như có một đại tu đang thức tình. Trong khi bên ngoài đang điên cuồng đuổi giết, bên trong hạp cốc nọ, hứa thanh hết sức chăm chú ngóng nhìn lão tổ kim cương tông. Hắn nhìn đến vô số tia chớp màu đỏ mang theo dấu hiệu cực hạn bỗng nhiên xuất hiện từ trong đất bùn, sau đó nổ vang bắn thẳng đến lão tổ kim cương tông. Thân thể lão tổ run lên, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vô số tia chớp màu đỏ bao phủ người lão, không ngừng phá hủy thân thể của lão, đồng thời cũng kích thích linh thể của lão tổ kim cương tông, khiến cho thân thể lão nhanh chóng sinh sôi ra rất nhiều quang mang màu đỏ thân thể của lão đang từ khí linh chuyển hóa thành khí hồn. Tia sáng màu đỏ tràn ngập trên người lão tổ Kim Cương Tông, biến thân thể lão thành tổ ong, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông thoạt nhìn cực kỳ chật vật, gần như hấp hối. Nhưng hết lần này tới lần khác, những tia chớp màu đỏ này lại khiến cho tất cả con mắt của tiểu ảnh đều co rút lại một chút, lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhưng nó phản ứng rất nhanh, cảm thấy mình như vậy không tốt, vì vậy lại biểu thị ra vẻ miệt thị. Hứa Thanh cũng nhìn ra tia chớp màu đỏ này bất phàm, trong mắt lộ ra tinh mang. Mà lúc này những tia chớp kia cũng mơ hồ tản đi, tiếng kêu thảm thiết trong miệng lão tổ Kim Cương Tông hóa thành tiếng gầm nhẹ, vẻ điên cuồng trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Lão đã thành công chịu đựng qua luồng thiên kiếp thứ nhất, giờ phút này đang nhanh chóng khoanh chân, không ngừng vận hành ánh sáng màu đỏ bên trong thân thể, làm chuẩn bị cho lượt thiên kiếp tiếp theo. Chỉ là lúc này thân thể của lão đã cực kỳ suy yếu, lung lay sắp đổ, muốn sống qua đạo thiên kiếp thứ hai thì khó khăn cực lớn. Trong lúc hứa thanh trầm ngâm, bầu trời lần nữa nổ vang phảng phất như có tiếng gào thét truyền ra, bên trong tầng mây lai có thêm càng nhiều tơ máu hơn nữa tràn ngập, đạo thiên kiếp thứ hai bỗng nhiên phủ xuống. Vô số tia chớp màu đỏ tạo thành những tia sấm sét huyết sắc, đánh xuống xuyên thấu đại địa, mắt thấy sẽ ầm ầm đánh vào trên người lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông mở mắt ra, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, lúc này Hứa Thanh liền hành động. Hắn bước một bước ra, nháy mắt liền đi đến phía trên lão tổ Kim Cương Tông, tay phải giơ lên, nhấn một cái về phía trên hai chiếc ô của hắn lập tức hiển lộ ra ngoài, biến ảo ra thiên cung để ngăn cản tia chớp. Tiếng nổ vang lên, thân thể hứa thanh chấn động, hắn cảm nhận được bên trong tia chớp màu đỏ này ẩn chứa lực lượng cực hạn và một cảm giác diệt sạch mọi thứ, cũng cảm nhận được cái ô của hắn đang không ngừng đối kháng cùng những tia chớp đó, không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Hắn cũng đã thử hấp thu, nhưng không hấp thu được, cũng không có phương pháp dung nạp. Thiên kiếp này là hồng lôi, diệt chính là hồn, tuyệt chính là thân. Du linh tử tấn cấp có chút ý tứ. Hứa thanh thì thào, loại phương thức tấn cấp này của khí linh, hứa thanh chỉ nhìn thấy ở trên người lão tổ kim cương tông. Giờ phút này, mắt thấy lão tổ kim cương tông đằng đó khôi phục một chút, hứa thanh trầm ngâm cúi đầu nhìn qua lão tổ kim cương tông. Người có còn muốn tiếp tục nữa không? Chủ tử, ta, lão tổ kim cương tông vừa định nói mình không được, nhưng sau khi chú ý thấy vô số ánh mắt của tiểu ảnh lộ ra vẻ khinh miệt và địch ý, lão lại hung hăng nghiến răng, hét lớn một tiếng. Ta có thể, hứa thanh gật đầu, thân thể vừa lui không ngăn cản nữa hắn đã ngăn cản và triệt tiêu hơn phân nửa những tia chấp màu đỏ đánh xuống vì vậy trong nháy mắt tiếp theo những tia chấp kia lại giáng xuống đánh thẳng đến lão tổ kim cương tông lão tổ kim cương tông gầm nhẹ nghiến răng đối mặt theo tia chấp đánh vào thân thể của lão càng lúc càng run rẩy bản thân lần nữa ảm đạm thân hình đang tiêu tán nhưng dù là như vậy lão cũng không cách nào thừa nhận cảm giác tử vong lơ lửng ở trong lòng của lão lão tổ kim cương tông cười thảm một tiếng lão cả đời này luôn làm việc ổn thỏa và cẩn thận trêu chọc địch nhân sẽ toàn lực xuất khích không tiếc đại giới tiêu diệt nếu như không địch được thì thà rằng rời tông môn cũng muốn tránh đi coi như là lần nữa gặp phải gặp ngay thời khắc sinh tử thì lão cũng sẽ nghiến răng giải quyết chính mình trước dù là quỳ xuống đất làm nô cũng đều không chút do dự tất cả đều vì sống sót nhưng bây giờ lão cảm thấy tuyệt vọng trong sự tuyệt vọng trong khi những tia chớp tràn ngập và bản thân đang tiêu tán Lão Tổ Kim Cương Tông phát ra một tiếng cười thảm điên cuồng. Lão không cam lòng, cũng có hối hận mãnh liệt, hối hận không nên đi thử đột phá, lão hối hận tại sao lúc mình còn trẻ đã không liều mạng nhiều hơn. Trước kia vì sống sót, lão không dám cử tử nhất sinh tranh đoạt tài nguyên, thế nên không cách nào nhanh chóng mở ra mệnh hỏa. Lão chỉ có thể thông qua những quyển sách cổ kia, tưởng tượng mình trở thành nhân vật chính ở trong đó, ảo tưởng mình trở thành đối phương, đi lên từ một người phàm bình thường cho đến khi đạt tới đỉnh phong du linh tử ta cũng là người có tư chất lão tổ kim cương tông ngẩng đầu nhìn hứa thanh vô cùng thê thảm mở miệng hứa ma đầu du linh tử ta cũng là hạng người có cơ duyên hứa lão ma du linh tử ta cũng không phải trời sinh làm nô ta làm sao lại trở thành như vậy chứ giờ phút này nhớ lại lão bỗng nhiên cảm thấy không cam lòng cảm xúc chấn động kịch liệt bị tuyệt vọng điên cuồng và hối hận tràn ngập tâm thần nhất là lão còn cảm thấy nếu như mình chết rồi vậy thì rất nhiều chuyện không thể nói ra, cũng đều không cần phải để ý tới nữa rồi. Bởi vì tử vong đã đến rất gần, khiến cho sự tuyệt vọng của lão đã biến thành cực hạn. Cơn điên cuồng cũng tương tự như vậy, hối hận lại càng là như thế. Hứa thanh nhìn lão tổ kim cương tông mà thở dài trong lòng, đang muốn ra tay thử nghiệm hóa giải thiên khiếp cho lão. Nhưng vào lúc này, trong khi cảm xúc của lão tổ kim cương tông tiến vào trạng thái cực đoan trước khi tử vong, những tia chớp màu đỏ trong cơ thể lão bỗng lập tức dừng lại toàn bộ sau khi hơi dừng lại từ trình độ nào đó mà nói chúng nó tựa như xuất hiện sự đồng cảm cùng với lão tổ kim cương tông hình như phù hợp với điều kiện thu nạp vì vậy trong thời gian ngắn những tia chấp này liền trực tiếp hội tụ vào trong cơ thể lão tổ kim cương tông sau khi dạo chơi một vòng lại khiến cho toàn bộ những nơi tiêu tán trong thân hình của lão tổ kim cương tông cũng đều hiển lộ trở lại nhưng lại là màu đỏ giờ phút này thân thể của lão tổ kim cương tông có bảy thành là màu đỏ như máu ba thành còn lại là bình thường như cũ điều này cũng đại biểu lão đã hoàn thành tấn cấp bảy thành. Ba thành là linh, bảy thành là hồn, thiên kiếp, tiêu tán, tấn cấp thất bại, nhưng cũng thành công. Lão tổ kim cương tông sướng sờ, cúi đầu nhìn thân hình của mình, trong mắt lộ ra mờ mịt. Sau đó liền hóa thành mừng như điên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão lại nghĩ tới những lời mình vừa mới gào thét, sắc mặt nháy mắt lại trắng bệch, tâm thần vô cùng khẩn trương, thân thể run rẩy ngẩng đầu lo lắng không yên nhìn hứa thanh, biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc. Hồi nãy, Chủ tử, vừa rồi thật ra đều là do công pháp yêu cầu, là một bước mấu chốt trong đột phá, nhất định phải nói như vậy mới có thể. Trên thực tế tiểu nhân cảm thấy, trong khoảng thời gian đi theo chủ tử, chính là quãng thời gian vui sướng nhất đời này của tiểu nhân. Chủ tử, ngài nhất thiết đừng coi những lời vừa nãy là thật, ảnh tử ở bên cạnh lộ ra nụ cười âm u, thân thể nó lung lay giống như lắc đầu, lắc tới lắc lui. mươi 764, người cũng tới. Một, thấy ảnh tử đứng đó lắc đầu, Lão tổ Kim Cương Tông càng thấy căng thẳng hơn nữa, thân thể trở nên run rẩy, tuyệt vọng nhìn Hứa Thanh, lão cảm thấy lần này mình xong đời rồi. "Chủ tử, thân thể của ngươi không sao chứ?" Hứa Thanh nhìn qua lão tổ Kim Cương Tông, nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vẻ ân cần. Đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói, câu này của Hứa Thanh giống như là một cơn gió xuân vậy, con mắt của lão trợn to, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn Hứa Thanh, lão thật không ngờ vậy mà hứa ma đầu lại không hỏi lại những câu đã đi quá giới hạn mà lão vừa nói, ngược lại đang quan tâm lão. Điều này khiến cho cảm xúc của lão chấn động kịch liệt, nhất là lão còn vừa trải qua một màn sinh tử, tâm tình vốn đang lên lên xuống xuống, vừa bi thương lại nhận được đại hỷ, khiến cho trái tim của lão tổ kim cương tông bỗng sinh ra một loại cảm thụ không cách nào hình dung. Lão cho rằng loại cảm thụ này là bởi vì hứa thanh mà sinh. Điều này cũng khiến cho lão nhớ tới những lời bên trong sách cổ mà mình đã xem cả đời, bên trong cũng có thiết lập một chút tình tiết giống như thế này, ngày x năm y tháng z, một vị thần linh vĩ đại ABC nào đó, rốt cuộc sắp gặp được người trung bộc sắp sửa làm bạn cả đời với mình. Dưới sự chứng kiến của bánh xe lịch sử, giây phút đó chính là một khắc vận mệnh bản thân người trung bộc thay đổi. Trước mắt, hứa thanh dường như là nói lời trong sách cổ, kiếp trước liền là chủ nhân của mình, đời này mình cũng trải qua trăm cây nghìn đắng mới lại gặp được, đây chính là mệnh trung chú định. Chính là như vậy, lão tổ kim cương tông kích động, lúc trước lão chưa hề được trải qua loại cảm thụ này thế nên lúc này nội tâm của lão tràn đầy cảm động vì vậy lập tức vội vàng mở miệng chủ tử yên tâm tiểu nhân không sao giờ phút này tiểu nhân vô cùng kích động bởi vì dưới sự chứng kiến của năm tháng ta lại có thể tiếp tục phụ trợ ngài chinh chiến rồi chủ tử ở kiếp này ta sẽ mở đường vì ngài hứa thanh kinh ngạc nhìn lão tổ kim cương tông hắn cảm giác biểu hiện của đối phương có chút kỳ quái nhưng nghĩ đến những gì trải qua trong đoạn đường này liền nhẹ gật đầu Tiểu Ảnh ở một bên sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông thật sâu, ghi tạc đoạn lời nói vừa rồi vào trong lòng, dự định về sau mình cũng sẽ nói như vậy. "Lần này ngươi tấn cấp, có lẽ còn chưa tính là thành công toàn bộ đúng không?" Hứa Thanh nhìn lão tổ Kim Cương Tông, "Chủ tử, tuy đúng là không hoàn toàn thành công, nhưng ta có thể cảm nhận được mình và trước kia không giống nhau." Nói xong, lão tổ Kim Cương Tông giơ tay phải lên, thân thể hơi run một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo tia chấp hồng sắc chỉ là tia chớp này còn rất yếu ớt nhưng bản chất của nó lại giống như đúc với lực lượng thiên kiếp mà hứa thanh chống đỡ lúc trước mặc dù hơi ít nhưng ta đã là nửa khí hồn dung nhập vào bên trong que sắt có thể khiến cho lực lượng của que sắt đại trướng lão tổ kim cương tông nhìn tia chớp yếu ớt trong lòng bàn tay có chút chột giả lập tức mở miệng nói xong liền nhoáng một cái trở về bên trong que sắt màu đen bên cạnh muốn biểu hiện một chút cho hứa thanh xem nhưng nháy mắt khi thân thể của lão dung nhập vào que sắt que sắt màu đen đột nhiên chấn động. Bên trên truyền ra từng trận âm thanh ken két, từng đạo phù văn màu đỏ hiện ra ở bên trên, không ngừng tràn ngập khắp que sắt, giống như đang cải tạo que sắt vậy, que sắt cũng dần dần tản mát ra khí tức kinh khủng. Còn có từng đạo điện quang hình vòng cung màu đỏ qua lại trên que sắt màu đen, khiến cho màu sắc của que sắt cũng từ màu đen xuất hiện chút màu tím. Mắt thấy que sắt theo mình nhiều năm như vậy trở nên không tầm thường, hứa thanh vừa muốn lấy ra cẩn thận xem xét, nhưng vào lúc này, lão tổ kim cương tông bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết trên que sắt đột nhiên xuất hiện từng đạo khe hở em mờ thanh giặc giặc vang lên trên que sắt thình lình xuất hiện ba đạo khe hở mỗi một khe hở đều rất sâu giống như chỉ thiếu chút nữa sẽ khiến que sắt vỡ vụn một màn này khiến cho hứa thanh biến sắc lập tức đưa tay chộp tới que sắt đảo thần niệm qua sắc mặt có chút khó coi lúc này lão tổ kim cương tông cũng nguyễn hóa ra ngoài cẩn thận mở miệng chủ tử cái trọng bảo mà ta gửi thân này cuối cùng vẫn có cấp độ quá thấp phía dưới kim đan còn được, nhưng theo ta chuyển hóa thành bảy thành khí hồn, ta đã vượt qua cực hạn nó có thể thừa nhận, nhất là tia chất màu đỏ, lực lượng thiên kiếp càng không phải thứ mà que sắt có thể gánh vác nổi. Hứa thanh cầm lấy que sắt, trầm mặc hồi lâu, vật này đã đi theo hắn từ lúc còn nhỏ, vô luận là trong xóm nghèo hay là về sau, vô luận là doanh địa thập hoang giả hay là lúc hắn mới vào thất huyết đồng, que sắt đều là khí cụ giết người sắc bén của hắn. Vô số ngày đêm, hắn đều cầm lấy que sắt trong tay mà ngủ tạm thời cứ như thế đợi sau khi trở lại tông môn ta sẽ nghĩ biện pháp chế tạo lại nó xem xem có thể tăng lên cấp độ cho nó hay không hứa thanh bình tĩnh mở miệng thu hồi que sắt màu đen sau đó lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo tấm gương từng thu được trong một cái tiểu quốc dùng nó để cho lão tổ kim cương tông tạm thời dung thân làm xong những thứ này hứa thanh hất tay áo lên ảnh tử và lão tổ kim cương tông lập tức lại ẩn nấp nên rời đi rồi trong mắt hứa thanh lộ ra tinh mang lần này ảnh tử và lão tổ kim cương tông đều đã tấn cấp, cũng đã giúp chiến lực của hắn tăng lên một chút. Về phần biến hóa cụ thể, hắn chuẩn bị trở về trên pháp hạm lại tiếp tục cân nhắc. Dẫu sao thì nơi này cũng là cấm địa, phải luôn đặt lòng cảnh giác, với cả lúc trước thiên kiếp đã đưa tới chấn động rất lớn, rất có thể đưa tới một chút tồn tại không biết, cho nên hứa thanh dự định lập tức rời khỏi. Nghĩ tới đây thì thân thể của hắn lập tức nhoáng một cái, theo thông đạo bay thẳng đến cửa ra, tay phải dơ lên nhấn một cái, cửa thông đạo nổ tung, nhưng vào lúc này hứa thanh bỗng biến sắc, nhìn chăm chú về phía xa xa. Nơi ánh mắt của hắn nhìn tới, là một nơi xa trong rừng, chỗ đó có một đám người khổng lồ quái dị cao hơn 10 trượng đang gào thét truy kích như điên, từng người khổng lồ đều tràn ra chấn động không tầm thường, trong đó có tới hơn 10 người có thể so với kim đan. Nhất là có hai ba người còn khiến cho hứa thanh có một loại cảm giác dường như gặp phải kim đan mở ra năm sáu tòa thiên cung, ánh mắt của hắn vừa nhìn tới liền co rụt lại mà càng làm cho hứa thanh phải hít sâu một hơi, đó là ở chỗ xa hơn còn có âm thanh gào thét vang vọng bầu trời, âm thanh này vô cùng chấn nhiếp tâm thần, giống như có thể áp chế hết thảy, kinh khủng vô cùng. chương 765, người cũng tới. Hai, Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, đại địa chấn động. Hình như một tồn tại nào đó đang vùng vẫy, muốn thoát ly nơi ở, lao ra bên ngoài. Mà thứ mà những người khổng lồ kia truy kích, chính là đội trưởng, hứa thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền biết nhất định là đội trưởng đã lại làm nên trò gì khiến người người oán trách rồi, vì vậy chỉ đành thở dài, quay người chạy như điên. Rất xa, đội trưởng cũng nhìn thấy hứa thanh, lập tức vui mừng. Người cũng tới đây à, nơi đây xuất hiện bảo bối gì vậy, lấy ra cho ta nhìn xem. Đội trưởng hô to một tiếng, yên tâm, cái tên đại gia hỏa kia sẽ không dễ dàng như vậy liền vùng vẫy ra ngoài được đâu, tuy rằng đã thức tỉnh, nhưng nơi nó ngủ say có chút phức tạp, là trên một vũng bùn, chỉ có nửa cái đầu lộ ra bên ngoài, ta còn nhìn thấy một chút cấm chế do vạn tộc lưu lại ở đó. Trong khi đội trưởng đang nói, xa xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ vang ngập trời, đại địa cũng vang lên tiếng ken két, từng khe hở xuất hiện, một luồng khí tức cuồng bạo tuôn ra. Cuồng phong gào thét, hình như cấm chế đã vỡ nát một bộ phận, vì vậy sự vùng vẫy phía xa lại càng mãnh liệt hơn. Mà theo cuồng phong hình thành, bát phương nơi đây lập tức xuất hiện một luồng lực cản, khiến cho tốc độ chạy của hứa thanh và đội trưởng không tự chủ được chậm lại, nhưng hết lần này tới lần khác, tốc độ của những người khổng lồ đang truy kích kia lại trở nên nhanh hơn. Tiêu trừ so sánh hai bên, khoảng cách của song phương nhanh chóng bị kéo gần lại, mắt thấy đội trưởng sẽ bị đối phương đuổi kịp. Mẹ kiếp, tên kia sẽ không phải thật sự muốn thoát khốn ra ngoài đó chứ. Đội trưởng biến sắc, điên cuồng tăng tốc chạy theo về phía hứa thanh. Hứa thanh không hề quay đầu lại, nhưng lại đưa tay phải về phía sau, cách không một chảo, cho đội trưởng mượn lực. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ đội trưởng lập tức được ra trì nhanh hơn, chợt lao ra bay đến sau lưng hứa thanh. Nhưng lực cản ở nơi này rất mạnh, từng trận cuồng phong đập thẳng vào mặt, hứa thanh thậm chí có thể nghe thấy được hơi thở của người khổng lồ đến từ phía sau, một màn này khiến cho hứa thanh rất là đau đầu, không khỏi mở miệng. Đội trưởng, ngươi lại làm trò gì đấy? Cũng không có gì, lúc nãy ta đuổi theo xem ngươi có chuyện gì không, sau đó ta liền ngửi thấy được mùi đồ tốt, liền đi qua xem một cái. Kết quả ngươi đoán xem, ta nhìn thấy thứ gì? ta nhìn thấy một đám ngốc đang cúng bái một cái trái cây, loại hành vi ngu muội này, tự nhiên ta phải tiến lên giáo hóa cho bọn họ một chút, thế nên ta liền cầm cái trái cây này đi. Sau đó thì sao, hứa thanh nhìn về phía đội trưởng, hết rồi, đội trưởng lộ ra vẻ mặt ủy khuất, giống như cảm thấy không thể hiểu, rõ ràng mình chỉ cầm lấy trái cây, thế mà đối phương lại tức giận đến như thế. Hứa thanh không tin, nhìn về phía miệng đội trưởng, đội trưởng chừng mắt nhìn, vừa chạy, vừa thấp giọng mở miệng thật sự không có gì, nhưng trước khi ta đi, ta nhìn thấy trên cái đầu thò ra bên ngoài của lão tổ tộc bọn họ, trên đó cắm một thanh một kiếm nhìn rất đẹp, vì vậy ta liền đi qua gặm một cái. Rất khó ăn, đội trưởng ho khan một tiếng, hứa thanh trầm mặc, ai nha, hai phần, hai phần, ta chỉ gặm hai phần. Đội trưởng trột dạ nhanh chóng nói ra, sau đó toàn lực chạy như điên, không biết do y chạy quá nhanh, hay là ăn quá nhiều mà bỗng nhịn không được nấc một cái. Hứa thanh thở dài, hắn cảm thấy đội trưởng có lẽ đã ăn rất nhiều, giờ phút này cũng không cần hỏi nữa, tu vi trong cơ thể bộc phát, dùng tốc độ cao nhất chạy về phía trước, nhưng rất nhanh người khổng lồ sau lưng liền đuổi theo. Trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hung hăng vung chỉ về phía sau, trên người đội trưởng lập tức bộc phát ra một mảnh ánh sáng màu lam, một biển ánh sáng được hình thành, chợt bao phủ về phía sau, những nơi ánh sáng đi qua, hết thảy đều biến thành băng phong. Độc cung bên trong cơ thể hứa thanh cũng lập tức lay động, Tràn ra độc ý, nhanh chóng tràn ngập về phía sau, những nơi đi qua vạn vật trở nên hư thối. Trong chốc lát, phía sau bọn họ liền truyền ra từng trận âm thanh thê lương, một bộ phận người khổng lồ bị đóng băng, toàn bộ người khổng lồ đều trúng độc, trong khoảng thời gian ngắn, phía sau truyền ra từng tiếng gào thét vang vọng, đợt truy kích cũng không khỏi chậm lại. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa bỗng truyền ra một tiếng gầm giận dữ, chấn động vùng vẫy cũng trở nên mãnh liệt hơn nữa, lúc này, nơi đó bỗng có một đám xương mù bốc lên. Giống như là hơi thở, ầm ầm cuộn mình bay về phía Hứa Thanh và đội trưởng. Đám xương mù chỉ trong nháy mắt liền ập đến, hung hăng ập xuống dưới, Tử Thiên vô cực quan của Hứa Thanh phát ra tia sáng lập lòe, nhưng hắn vẫn điên cuồng phun ra máu tươi như cũ, thân thể truyền ra âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đội trưởng cũng đồng dạng phun ra máu tươi, thân thể đã thành tổ ong, thần sắc hai người trở nên hoảng sợ, riêng phần mình triển khai tốc độ cực hạt, điên cuồng chạy trốn, cũng may vị trí của bọn họ không phải là hạch tâm của kiếm cấm. Chỗ này cũng chỉ coi như là tới gần vòng bên trong mà thôi, cho nên sau khi cả hai bộc phát toàn bộ tốc độ của mình, ba canh giờ sau, rốt cuộc cả hai đã chạy ra khỏi kiếm cấm. Đoạn đường này bọn họ không dám dừng lại nghỉ chút nào, tất cả tu vi đều đặt ở trên tốc độ, mà một cái chớp mắt khi bọn họ lao ra, chỗ sâu trong kiếm cấm lập tức vang lên một tiếng gào thét ngập trời, còn có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ sừng sững trực tiếp đứng lên từ bên trong. Thân ảnh này rất cao, dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng khi nó đứng lên, đầu của nó tựa như muốn đụng chạm với bầu trời thân thể lớn tới kinh người đồng thời cũng có cảm giác áp bách kinh khủng bao phủ bát phương mơ hồ hình như cái mũi của gã có chút héo rút sụp xuống tựa như không còn mũi vậy giờ phút này sau khi gào thét người khổng lồ này bỗng giơ chân lên bước mắt thấy sẽ đuổi theo hướng đội trưởng và hứa thanh sắc mặt hai người đại biến nhưng vào lúc này bên trong kiếm cấm đột nhiên nổi lên từng sợi tơ ẩn chứa đạo vận những sợi tơ này lập tức hình thành phong ấn bao phủ ở trên thân người khổng lồ kia khiến cho nó không cách nào vùng vẫy chỉ có thể không ngừng gào thét dù cách rất xa nhưng những tiếng gầm gừ này vẫn khiến cho hứa thanh và đội trưởng không ngừng phun ra máu tươi thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn hai người hoảng sợ lập tức chạy ra khỏi kiếm cấm một đường chạy như bay trở về pháp hạm về đến pháp hạm hứa thanh thở hổn hển nhìn qua cái mũi của người khổng lồ lại quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu đội trưởng ho khan một tiếng nói sang chuyện khác sợ thật tên này thế mà lại thật sự vùng vẫy thoát ra được, năm đó tên này nhất định là một đại tướng dưới trướng của kiếm hoàng, thực lực thật là cường hãn. Trên pháp hạc, ngôn ngôn nhìn một màn này, trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng. Dường như nàng không thể giải thích, cũng không thể hiểu được, vì sao hai vị này vừa đi tới kiếm cấm một chuyến mà đã dẫn tới động tĩnh lớn đến như vậy. chương 766, Nhân sinh khó khăn một Ngay khi bước lên pháp hạc, Hứa Thanh và đội trưởng lập tức hiệp lực cùng điều khiển pháp hạm nhanh chóng bay về phía xa. Hai người đều hãi hùng khiếp phía, thỉnh thoảng lại nhìn về cấm địa đằng sau. Bọn họ vẫn có thể nhìn thấy người khổng lồ bên trong cấm địa phía sau vẫn đang vùng vẫy kịch liệt, khiến thiên địa biến sắc và mây đen cuộn mình, còn có từng đạo sấm sét nổ vang, mà bất kể người khổng lồ này gào thét vùng vẫy như thế nào, tấm lưới lớn tràn ra từ cấm địa đều cứng rắn hạn chế nó. Nhìn qua một màn này, trong lòng hứa thanh còn vẫn sợ hãi. Mà đội trưởng ở một bên thì cũng thở ra một hơi, cảm khái. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, kiếm cấm chính là một địa phương giam cầm, trước kia cấm địa này còn đã từng có tên là Linh Âm, về sau bị vạn tộc phong hải quận toàn lực chân áp, Linh Âm đã thành nơi giam cầm. Hứa thanh như có điều suy nghĩ, nguyên bản lúc đầu hắn cũng có chút kỳ quái trong lòng, bởi vì lúc trước thất gia đã từng nói cái cấm địa này tên là Linh Âm, nhưng trong miệng đội trưởng lại biến thành kiếm cấm. Giờ phút này theo pháp hạm xé gió bay nhanh, ngôn ngôn nhìn qua bộ dáng chật vật của hứa thanh và đội trưởng trần chờ một chút mới hỏi hứa thanh ca ca không phải ngươi đi vào trong để khôi phục sinh cơ sao còn có đại sư huynh không phải ngươi đi vào để bảo hộ hứa thanh ca ca sao tại sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy lúc này tim của ngôn ngôn vẫn còn đang đập rất nhanh ngay khi nàng nhìn thấy người khổng lồ xuất hiện ở xa xa tâm thần của nàng và thậm chí là cả thân thể đều bị cảm giác áp bách kinh khủng của người khổng lồ mang đến làm cho chấn động Hứa Thanh nghe vậy, mặt không cảm xúc nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt cũng rơi vào trên mũi đội trưởng. Đội trưởng chừng mắt nhìn lại, không có bất kỳ cảm giác lúng túng nào, phất tay ném một trái cây bị gặm một nửa tới phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đây là đồ tốt sư huynh lưu lại cho ngươi, ta phải cưỡng ép nhìn xuống xúc động không ăn tươi toàn bộ. Hai, con người của ta chính là như vậy đấy, gặp được thứ tốt là trước tiên liền nhớ đến tiểu sư đệ ngươi. Hứa Thanh một tay tiếp nhận, vừa cầm ở trong tay thì thần sắc lập tức biến hóa, cúi đầu nhìn xuống. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong trái cây bị ăn hơn phân nửa này ẩn chứa một cỗ khí tức rất là kỳ lạ. Cỗ khí tức này không gây ảnh hưởng lớn đối với thân thể, nhưng sau khi ngửi một hơi là hứa thanh liền cảm thấy tinh thần của mình chấn động, hắn lập tức liền hiểu, vật này có tác dụng đối không nhỏ đối với việc bồi dưỡng thần hồn. Ta cũng không biết cái đồ chơi này là gì, chưa từng thấy qua, ta chỉ nhìn thấy một đám người khổng lồ ngốc nghếch đang cúng bái nó, vì vậy liền đoạt lấy, sau đó ăn một miếng thì phát hiện loại quả này có trợ giúp rất lớn đối với thần hồn. Nghĩ đến việc kích thích và thu hoạch của mình lần này, đội trưởng mặt mày hớn hở nói. Hứa Thanh cũng không ghét bỏ cái quả bị đội trưởng gặm hơn nửa này, trực tiếp đưa vào trong miệng nuốt xuống. Đối với người từ nhỏ lớn lên ở khu bình dân như hắn mà nói, một nửa thức ăn mà chó ăn hắn cũng đã từng tranh giành qua, lại càng không cần phải nói tới đồ bị nhị như ăn qua. Giờ phút này sau khi hứa thanh nuốt xuống, rất nhanh một cảm giác mát lạnh chảy xuôi toàn thân hắn, cuối cùng dung nhập vào thức hải, khiến cho thức hải của hắn rung động lắc lư, trong đó mơ hồ như được gia cố thêm rất nhiều cũng lớn ra một chút đây hết thảy đều là biểu hiện thần hồn trở nên mạnh hơn vì vậy hứa thanh liếm liếm bờ môi nhìn về phía đội trưởng đang muốn hỏi một chút về việc của người khổng lồ trong cấm địa đội trưởng không còn không đợi hứa thanh nói xong đội trưởng lập tức cảnh giác nhưng ngay khi y nói xong liền phát hiện hình như mình đã phản ứng hơi thái qua vì vậy chừng mắt nhìn ho khan một tiếng tiểu thanh à tiếp theo chúng ta sẽ đi tới chấp kiếm đình ta nói cho ngươi biết Chấp Kiếm Đình là một nơi rất tốt. Hứa Thanh Hồ Nghi cẩn thận đánh giá đội trưởng, biểu hiện vừa xong của đối phương khiến Hứa Thanh cảm thấy rất có vấn đề, vì vậy hắn nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. "Đại sư huynh, thật ra nếu không cho ngươi ba thành đạo huyết, lần này ta tấn cấp có thể sẽ an toàn hơn, nhưng ngươi là đại sư huynh của ta." Đội trưởng nghe vậy liền thở dài một tiếng, vung tay lên, lại một trái cây bay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên tiếp được, sau đó lại nhẹ giọng mở miệng nhân sinh thật là khó khăn. Đại sư huynh, thế sự vô thường, nói không chừng có một ngày, có lẽ ngươi sẽ không còn người tiểu sư đệ như ta nữa rồi, nếu như ta không thể đồng hành cùng ngươi kiếp này. Vậy ta hy vọng khi ngươi đứng ở trên đỉnh phong của bầu trời, ngươi hãy giúp ta liếc mắt nhìn cái thế giới này. Đội trưởng phiền muộn, lầm bầm mấy câu và thầm nghĩ tiểu thanh này thế mà học nhanh như vậy, vì thế lần nữa thở dài, từ trong túi chữ vật xuất ra một cái chạc cây, ném cho hứa thanh. Trên cái chạc cây kia có tới 8-9 trái cây. Mắt thấy một màn này, hứa thanh hít vào một hơi, hắn vốn tưởng rằng đội trưởng tối đa cũng chỉ lấy được 6-7 trái, nhưng không nghĩ tới tên này rõ ràng tiện tay liền vứt cho hắn cả một cái chạc cây. Đại sư Huynh, không phải là ngươi đã bứng cả cây ăn quả của tộc người ta đi rồi đấy chứ? Đội trưởng ho khan một tiếng, nhanh chóng lắc đầu biểu thị mình không hề làm như vậy. Ngôn ngôn ở bên chừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng. Ngừng ngừng ngừng, đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lấy ra ba trái cây đưa cho ngôn ngôn, ngôn ngôn mặt mày hớn hở bay nhanh đến bên người hứa thanh đưa trái cây cho hứa thanh hứa thanh ca ca cho ngươi một màn này khiến cho đội trưởng sửng sốt một chút càng cảm thấy phiền muộn nhưng hứa thanh không lấy trái cây của ngôn ngôn về phần đội trưởng đến cùng còn có bao nhiêu hứa thanh cũng không quan tâm sau khi hắn ăn bảy tám trái cây này hắn đã cảm thụ được thức hải xuất hiện biến hóa cực lớn càng lúc càng cứng cỏi hơn trước đồng thời linh hồn cũng lớn mạnh gấp đôi so với trước kia mà lúc này trong lòng của hắn cũng xuất hiện một loại cảm giác no đủ. Hứa Thanh hiểu rõ, cảm giác này có nghĩa là hắn đã chạm đến cực hạn của giai đoạn linh hồn hiện tại, vì vậy dọc đường tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống bắt đầu củng cố lại tu vi bản thân sau khi đột phá. Chương 767, nhân sinh khó khăn khai. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh liền trôi qua nửa tháng, phía dưới pháp hạm truyền đến âm thanh nước sông chảy xiết, thả mắt nhìn qua chính là chủ sông ẩn tiên vạn cổ Hà Minh Mông và nơi giao nhau với Thái Ti Độ Ách Sơn. Nước sông ở nơi này rất mãnh liệt, từng đợt sóng dựng lên tựa như biển khơi, đi ngang qua hạp gốc lớn Thái Ti Độ Ách Sơn, chia sơn mạch này làm hai đoạn, trong đó càng có rất nhiều chỗ thác nước, thoạt nhìn tựa như hỏa quyển. Ngôn ngôn lần đầu tiên trông thấy bức hỏa quyển Minh Mông thế này, nên lập tức bị nó thu hút. Mà lúc trước khi Hứa Thanh và đội trưởng chấp hành nhiệm vụ tuần sông đã từng tới nơi đây, cho nên vừa đưa mắt nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, lấy ra mảnh vải quấn xác chết tràn đầy khí tức tiên linh kia. đây là một mảnh vỡ của pháp bảo cấm kỵ, có thể tưởng tượng món pháp bảo cấm kỵ này khi nguyên vẹn hẳn là một tấm vải quấn xác chết nghiêm trình. trên mảnh vải nhiễm máu tươi màu đen, khiến nó tràn đầy cảm giác bí ẩn, nhưng khí tức tiên linh lại vô cùng nồng đậm. sau khi Hứa Thanh xem xét, bàn tay của hắn lại lần nữa có cảm giác bị đâm xước. trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ có đủ loại hiệu dụng có lẽ là bởi vì tàn phá cho nên rất khó thông qua thần niệm để dò xét điều tra tác dụng của nó, cần phải dùng bản thân nếm thử mới có thể tìm ra. Giống như khối gỗ màu đen và cái gương nhỏ kia, hiệu dụng cả hai rõ ràng, cho nên rất dễ dàng đã bị phát giác ra được, nhưng năng lực của mảnh vải này có vẻ khá phức tạp. Sau khi hứa thanh nghiên cứu, bỗng nhiên mở ra sự che chở của tử thiên vô cực quan, lần nữa chạm vào mảnh vải, hắn phát hiện vật ấy vẫn vô hình đâm xước vào bàn tay của mình, không hề quan tâm tới sự che chở của tử thiên vô cực quan, bỏ qua che chở tâm thần hứa thanh khẽ động hắn nghĩ tới cây liêm đao ác quỷ của thiếu nữ kia một lát sau hứa thanh lấy ra cái phôi dao găm mà đội trưởng cho hắn đây là một cái phôi dao găm màu đen từ trên tràn da quang mang sắc bén bên trên còn có hoa văn hình thành một con mắt quỷ dị hứa thanh vốn dự định sau khi trở lại tông môn rồi sẽ tìm kiếm vật liệu thích hợp để tạo thành một con dao găm thuận tay nhưng bây giờ sau khi hắn nhìn mảnh vải kia một chút hắn liền có ý nghĩ mới sau khi suy tư Hứa Thanh cảm thấy mình có thể thử nghiệm. Vì vậy hắn quấn mảnh vải quanh con dao găm này, cuốn lấy từng vòng, cuối cùng tạo thành một chỗ nắm vũ khí đơn giản. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh liền cầm vào trong tay, cảm giác đau đớn mãnh liệt truyền tới, nhưng Hứa Thanh khôi phục rất nhanh, lại am hiểu chịu đựng đau đớn, cho nên thần sắc của hắn vẫn như bình thường. Tay phải của hắn cầm con dao găm thật chặt, giống như kìm sắt. Tiếp theo hắn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng đụng vào cạnh nhọn của con dao găm, sau khi chạm vào một cái, cái loại cảm giác bị đâm kia lại lần nữa hiện ra, hình như năng lực của mảnh vải kia đã truyền vào trên con dao găm này. Quả nhiên, hứa thanh bỗng nhiên mở miệng, ngôn ngôn, mở ra che chở của ngươi, ngôn ngôn vẫn một mực chú ý tới hứa thanh, thế nên sau khi nghe hứa thanh nói, nàng hầu như không hề trần chờ chút nào, lập tức liền mở ra ngọc giản che chở mà nãi nãi nàng cho, một tầng phòng hộ lập tức hình thành, hứa thanh hành động. Chủy thủ trong tay hứa thanh trong nháy mắt đâm tới gần, một khắc chạm vào màn phòng hộ của ngôn ngôn, con dao găm không hề quan tâm tới màn phòng hộ kia, trực tiếp xuyên thấu, cắt về phía cổ của ngôn ngôn. Ngôn ngôn không chút né tránh, nàng rất tín nhiệm hứa thanh. Trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh thu hồi tay phải, trong lòng thỏa mãn, mà đội trưởng ở một bên cũng đã nhìn thấy hết thảy, kinh ngạc mở miệng. Mảnh vải này không tầm thường nha, hứa thanh gật đầu, tiếp tục nghiên cứu, cho đến khi hoàn toàn xác định hai thứ vật phẩm này sau khi tổ hợp cùng nhau sẽ phát ra uy lực rất lớn, liền cúi đầu nhìn cái bóng của mình hứa thanh cảm thấy tương lai nhất định sẽ có một ngày mà ảnh tử bị lộ ra nếu như thế vậy hắn sẽ phải bắt đầu chuẩn bị trước một chút mới tốt vì vậy dưới thần niệm của hứa thanh ảnh tử không để lộ ra tung tích phân tán ra một đám bóng hội tụ trên con mắt của con dao găm này theo nó dung nhập con mắt của dao găm chợt nhìn như bình thường nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại thấy nó tựa như đang sống vậy ngươi nhìn chằm chằm nó sẽ cảm giác nó cũng đang nhìn về phía ngươi tiếp theo chính là nghĩ ra một đoạn khẩu quyết dùng để làm nền khi ảnh tử dùng bí thuật dung hợp với ta. Việc nghĩ khẩu quyết này, Hứa Thanh cảm thấy mình không am hiểu cho lắm, vì vậy liền truyền ra thần niệm cho lão tổ Kim Cương Tông. Rất nhanh, lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng nghĩ ra một đoạn khẩu quyết. Ảnh tu chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ngô mệnh. Hứa Thanh thì thào trong lòng, hắn cảm giác bốn câu này có điểm quái dị, nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra câu nào tốt hơn, vì vậy cũng không lập tức đi dùng khiến cho lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi vì trong bốn câu nói này ẩn chứa một chút tâm cơ của lão. Tiểu ảnh à tiểu ảnh, người mà cũng dám đấu với ta, hừ hừ, lão tổ ta đọc tiểu thuyết và sách cổ nhiều năm như vậy là vô ích sao, một hồi liền để cho ngươi xem một chút thủ đoạn của lão tổ nhà ngươi. Cùng lúc đó Pháp hàm cũng đã rời khỏi khu vực chủ sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, dùng tốc độ cao nhất đi bay về phương Bắc, dần dần màu sắc của đại địa bóng có chỗ cải biến, không còn là màu đen mà xuất hiện tuyết trắng nhiệt độ cũng chợt hạ xuống rất nhiều thậm chí mấy ngày sau bọn họ còn gặp một trận gió tuyết bông tuyết giống như lông ngỗng bay xuống trải dài khắp mặt đất đồng thời cũng có một chút trồng chất ở trên pháp hạm trên bầu trời tựa như khiến pháp hạm phủ thêm một lớp quần áo màu trắng mà thiên địa phía trước chính là một mảnh mơ hồ tất cả tầm nhìn đều bị gió tuyết che phủ trận gió tuyết này xuất hiện rất đột nhiên càng lúc càng lớn cho đến khi tạo thành một trận bão tuyết tiếng gió thổi vang vọng bát phương theo những bông tuyết bay tới bay lui băng hàn lãnh ý tràn ngập nhân gian. Đối với tuyết, hứa thanh cũng không xa lạ gì. Vào mùa đông mấy năm trước, mỗi trận gió tuyết chính là một trận khảo nghiệm sinh mệnh với hắn, nhưng trận tuyết lớn như lúc này thì hắn cũng ít thấy. Rốt cuộc chúng ta đã đi tới băng nguyên phương Bắc, dựa theo tốc độ này, nhiều nhất 2 tháng là chúng ta có thể đi tới điểm cuối cùng của Nghinh Hoàng Châu, cũng chính là nơi đặt thái sơ ly u trụ. Chỗ đó, cũng là tổng bộ của chấp kiếm đình trong Nghinh Hoàng Châu. Trong mắt đội trưởng hiện ra vẻ chờ mong, giọng nói vang vọng theo tiếng gió tuyết thét gào bốn phía. chương 768, Mệnh Đăng của Thái Ti Tiên Môn 1. Hứa Thanh nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn qua thiên địa mơ hồ xa xa. Tiểu Thanh, Thái Sơ Liêu chủ chính là vũ khí của nam Nhạc quỷ đế, điểm này không ít người trong ngành Hoàng Châu đều biết, căn cứ theo tình báo của Liên minh, trong năm tháng trước kia, thanh vũ khí này tựa hồ là do quỷ đế trước khi tử vong tự mình ném ra. Cho nên trong ngành Hoàng Châu một mực có lời đồn, đó là năm đó quỷ đế đã dùng vũ khí của bản thân để chấn áp một thứ thần bí nào đó trên thực tế những năm này thái sơ liu trụ cũng đã chấn động rất nhiều lần có người suy đoán là do vật bị chấn áp bên dưới quấy phá cũng có người suy đoán là quỷ đế đang muốn khôi phục nhưng nhìn lại việc chấp kiếm đình vừa ra tay với tam linh trấn đạo sơn vừa xong vậy thì khả năng phía sau đại khái chân thật hơn một chút hứa thanh nghe xong như có điều suy nghĩ đại sư huynh chấp kiếm đình lựa chọn đặt tổng bộ của nghinh hoàng châu ở nơi đó phải chăng cũng là vì để trấn áp quỷ đế. Đúng là như thế, dẫu sao thì vị quỷ đế kia. Quá mức cường hãn, tự nhiên chấp kiếm đình vô cùng coi trọng, nhưng mà trước mắt thì những thứ này không liên quan gì với chúng ta, việc chúng ta cần suy nghĩ bây giờ là nhất định phải trở thành chấp kiếm giả. Thân sắc của đội trưởng tràn đầy vẻ chờ mong, đã sắp tới ngày tuyển chọn chấp kiếm giả đợt này rồi, ta đã dò hỏi rất rõ ràng, chỉ cần là nhân tộc, 25 tuổi trở xuống, cũng không hạn chế tu vi, tất cả đều có thể tới đó tham dự. Mà sau khi tới được phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ, chúng ta cũng không cần che giấu thân phận nữa, chấp kiếm đình có quy định, trong phạm vi của Thái Sơ Ly U Trụ thì cấm người không thuộc nhân tộc bước vào, mặt khác giữa những người ở nơi này có thể so tài với nhau, nhưng không thể giết người. Hứa Thanh gật đầu, về phần quá trình khảo hạch, ta cũng đã tra tìm rất nhiều hồ sơ trong liên minh, cũng coi như là đã tìm tòi thấu triệt, những năm qua khảo hạch đều chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lấy được danh ngạch tham dự thí luyện chấp kiếm giả, cái danh ngạch này cần phải đi cạnh tranh mới nhận được, thông thường chỉ cấp ra một thành số lượng của tổng nhân số tham gia, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Giai đoạn thứ hai mới thật sự là thí luyện chấp kiếm giả, mà mỗi một lần thu nhận chấp kiếm giả, số lượng đều không hơn 10 người, thời điểm ít thậm chí chỉ có 3 tới 5 người. Cho nên từng vị chấp kiếm giả đều rất không đơn giản. Ít như vậy, hứa thanh có chút kinh ngạc, hôm ấy trong tam linh chấn đạo sơn, hắn thấy được rất nhiều chấp kiếm giả, Vốn tưởng rằng mỗi một lần có rất nhiều người thông qua thí luyện khảo hạch mới đúng. Giống như đoán được suy nghĩ của Hứa Thanh, đội trưởng lập tức giải thích. Thật ra hơn phân nửa chấp kiếm giả bên trong đều đến từ các châu bên ngoài, chỉ có một bộ phận là tu sĩ bản thổ, đây cũng là quy định của chấp kiếm giả. Nếu như chúng ta khảo hạch thành công, sau khi trở thành chấp kiếm giả, cũng sẽ có khả năng bị điều đi ra ngoài châu để làm việc, nhưng so sánh như vậy cũng hơi xa vời, bởi vì từng vị chấp kiếm giả mới đều muốn trong thời gian quy định đi đến chấp kiếm cung ở phong hải quận chỉ có ở đó mới thu được bí pháp và truyền thừa của chấp kiếm giả cuối cùng sẽ căn cứ tình huống bản thân của chấp kiếm giả cạnh tranh nơi nhậm chức và lại thân là chấp kiếm giả sẽ có quyền lợi ngồi luân độ phà của nhân tộc bảy quận của nhân tộc bị ngăn cách bởi rất nhiều đại vực người bình thường có đi cả đời cũng không cách nào đi đến trừ phi là những đại năng đại tu kia còn không những người khác cũng chỉ có thể mượn nhờ những luân độ siêu cấp có thể vượt qua khoảng cách giữa vực này với vực khác mà rất ít đệ tử tông môn có tư cách này. Hứa Thanh lắng nghe rất nghiêm túc, hắn cảm thấy trở thành chấp kiếm giả có trợ giúp rất lớn đối với việc đi lại trong tương lai của mình. Ngôn ngôn ở một bên cũng cảm thấy như thế, nàng cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, bởi vì chỉ như vậy mới có thể một mực ở bên cạnh hứa thanh ca ca. Cứ vậy một tháng trôi qua, dưới sự giới thiệu của đội trưởng, pháp hạm của bọn họ không ngừng gào thét bay vọt ở trên không, không ngừng bay về phương Bắc, khoảng cách với Thái Sơn Li trụ cũng càng ngày càng gần. Mà trong một tháng này, rốt cuộc hứa thanh cũng tìm hiểu rõ ràng được năng lực của ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông sau khi tấn cấp. Năng lực của lão tổ Kim Cương Tông đã được tăng lên trên toàn bộ phạm vi, tổng hợp xem ra thì lão đã đạt đến trình độ Kim Đan mở ra một tòa thiên cung. Đây cũng là bởi vì tấn chức còn không hoàn toàn hoàn thành, hứa thanh cảm thấy sau khi đối phương chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa thành khí hồn, vậy sẽ lại có càng biểu hiện mạnh hơn nữa. Đồng thời thì khả năng nắm giữ sấm xét của lão tổ kim cương tông cũng không hề giống như trước kia, tốc độ sấm sét phóng ra và tốc độ bản thân đều tăng nhanh vượt bậc, cũng cho hắn nhiều thêm một đòn sát thủ. Đó chính là hồng lôi từ thiên kiếp, tia sấm sét này ẩn chứa một tia diệt tuyệt rất là kinh người, một khi tuôn ra có đủ lực lượng đánh chết vượt cung, và lại nhìn trình độ bá đạo của nó, loại đánh chết này chính là một kích toi mạng, miểu sát tức thì. Về phân ảnh tử, sau khi có lão tổ kim cương tông phiên dịch, hứa thanh cũng đã thuận lợi hiểu rõ toàn bộ. Ngoại trừ bí pháp có thể chuyển hóa hứa thanh thành một tu sĩ luyện thể, năng lực vốn có của ảnh tử vẫn còn tồn tại như trước, vẫn có thể thôn vệ cái bóng của kẻ khác sau đó điều khiển đối phương, nhưng tốc độ cắn nuốt đã trở nên nhanh hơn. Trừ bên ngoài cái này ra, những con mắt của ảnh tử cũng có được năng lực mới. Đó là năng lực toái diệt. Trên thực tế thì ảnh tử cũng đã từng có năng lực như thế, nhưng trước đó biểu hiện quá yếu cho nên hứa thanh không có đặt ở trong lòng. Bây giờ sau khi nó tấn cấp, bởi vì uy lực của năng lực toái diệt này đã trở nên mạnh hơn, cho nên mới biểu hiện ra rõ ràng hơn ảnh tử có thể thông qua vô số con mắt kia, trong nháy mắt hình thành một cỗ lực lượng toái diệt, sau khi hứa thanh cảm thụ nó toàn lực bộc phát cũng cảm thấy có chút ngưng trọng. chương 769, Mệnh Đăng của Thái Ti Tiên Môn 2 Tất cả khiến cho hứa thanh nhận thức rất rõ ràng, chiến lực bây giờ của hắn so với lúc trước đã là chênh lệch như thiên với địa vậy, mà thủ đoạn đấu pháp cũng nhiều hơn trước kia rất nhiều. Dạng này có thể giúp cho hắn tạo ra nhiều chiến thuật hơn nữa, để đối mặt với những tình huống phức tạp cùng với những địch nhân xảo trá quỷ dị trong tình huống không sử dụng độc và bí pháp ảnh tử, ta có thể chém giết tu sĩ kim đan phía dưới 5 cung. Khi dùng bí pháp ảnh tử, ta có thể trấn áp kim đan phía dưới 6 cung. Nếu như lại dùng thêm độc, coi như là 6 cung. Ta cũng có thể đánh một trận, mặc dù tranh lệch một cung trong cảnh giới kim đan là cực lớn, khi giao chiến ta nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng nếu đối phương chúng phải độc của ta, nhất định sẽ chết. Còn như triển khai toàn bộ những thứ ẩn giấu, hứa thanh trầm ngâm, Hắn không muốn có một ngày phải thử nghiệm điều này, bởi vì điều này đại biểu địch nhân hắn gặp phải nhất định là vô cùng cường hãn. Trong khi Hứa Thanh đang cân nhắc chiến lược của bản thân, một tháng gió tuyết kéo dài cuối cùng cũng đã kết thúc, thiên địa xa xa trở nên rõ ràng, tia sáng chiếu rọi bầu trời, đại địa là một mảnh sáng ong ánh. Nơi đây đã không chỉ là tuyết, còn có từng tòa tuyết sơn và băng nguyên. Từng tòa tuyết sơn cao thấp lên xuống chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, lờ mờ có thể thấy được trên núi thi thoảng có một chút sắc đen tô điểm đó là dãy núi nham thạch tản mát nhô lên gió càng thêm băng hàn thổi tới trên cánh tay vươn ra ngoài của hứa thanh tựa như muốn đóng băng máu thịt của hắn lại nơi đây đã không có bất cứ tiểu quốc phàm tục nào sinh sống khí hậu nơi này quá ác liệt ngoại trừ tu sĩ có thể chống cự nếu phàm tục ở chỗ này sẽ lập tức bị chết cóng thoải mái trước pháp hạm truyền đến tiếng hô to của đội trưởng hứa thanh nhìn lại đội trưởng đứng ở đầu thuyền đưa thân thể ra bên ngoài lớp phòng hộ của pháp hạp, mặt kệ gió lạnh thổi tới trước mặt, hai tay vươn ra trong gió, khuôn mặt thoải mái giống như băng hàn nơi đây không hề có chút ảnh hưởng gì với y, chỉ như làn gió nhẹ mát mẻ. Dẫu sao thì trước giờ toàn bộ pháp thuật của đội trưởng đều tràn ra sự băng hàn, mà ở nơi này năng lực của y nhất định sẽ nhận được tăng lên thật lớn. Tiểu Thanh, ta đã muốn tới nơi này từ sớm rồi, nơi đây thoải mái hơn nhiều so với tông môn. Đội trưởng lớn tiếng cười nói, trong khi đang vô cùng thích ý, hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ lại quay đầu nhìn phía chân trời một phương hướng khác cùng lúc đó hứa thanh cũng có phát hiện quay đầu nhìn về phía đó ngôn ngôn hoàn toàn không có phát hiện nhưng cũng nhìn qua theo bản năng chỉ là trong mắt của nàng thì phía chân trời xa xa không hề có cái gì cả nhưng trong ánh mắt của hứa thanh và đội trưởng ở chỗ xa hơn nữa có vài chục chiếc phi chu cực lớn đang gào thét bay đến bộ dạng của những chiếc phi chu này giống như từng chiếc lá liếu đầu thuyền và đuôi thuyền dài nhỏ đồng thời đều uốn lượn hướng lên thoạt nhìn rất là kỳ lạ mà toàn thân phi chu đều là do thủy tinh chế tạo, do linh thạch hình thành, dưới ánh mặt trời từng chiếc phi chu chiếu ra những đạo ánh sáng lấp lóe sáng, vô cùng rực rỡ. Trong đó còn có một chiếc thuyền bay ở giữa đám phi chu, tựa như những chiếc phi chu kia đều là vì hộ vệ chiếc thuyền này. Chiếc thuyền này có một màu xanh thẳm, không giống bình thường, ở trên còn có giải lụa thật dài, như một lá cờ trong gió, rất là dễ làm người khác chú ý, phía trên thêu lên hai chữ thái ti. Hứa Thanh và đội trưởng đã từng nhìn thấy những con thuyền giống như vậy ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, chính là thuyền của Thái Ti Tiên Môn. Giờ phút này, trên hơn 10 chiếc thuyền lớn nhỏ này còn có một số thân ảnh mặc bạch y đang đứng, bên trong có nam có nữ, trên người từng người đều hiện ra vẻ xuất trần, nhất là dưới con thuyền của bọn họ còn bốc lên từng đám mây mù, khiến cho bọn họ giống như là những vị tiên nhân vậy. Mà ở trên chiếc phi chu màu lam kia cũng có một người đang đứng. Người này là một vị thanh niên, trên thân mặc một bộ trường bào màu lam khác biệt cùng mọi người bên cạnh, khiến thân hình thon dài giống ánh một cây thanh tùng. Màu da trắng nõn như ngọc, mày kiếm như núi, cả người tràn ngập khí thế. Gã chắp tay sau lưng, đứng trên đầu thuyền với thần sắc lạnh nhạt, dường như thân phận tôn quý cùng với tư chất tuyệt thế đã khiến cho gã bước tới đỉnh phong của nhân sinh. Thế nên trên thế gian này, sự tình có thể khiến cho gã thay đổi sắc mặt tự nhiên cũng không nhiều lắm, giờ phút này cả đoàn phi chu yên lặng bay nhanh qua pháp hạm của hứa thanh, tốc độ từ đầu đến cuối đều như một, không hề chậm hay dừng lại chút nào. Bởi vì bọn họ đại biểu cho Thái Ti Tiên Môn, ngoại trừ thế lực chính thống của nhân tộc là chấp kiếm đình, Thái Ti Tiên Môn chính là đệ nhất tông trong nghinh Hoàng Châu. Cho nên khi Thái Ti Tiên Môn xuất hành, tự nhiên vạn tông sẽ phải tự động tránh đi. Giờ phút này trong khi bay qua, phi chu của bọn họ lập tức giấy lên từng trận sóng khí khuếch tán bốn phương, trùng kích trên pháp hạm của hứa thanh, khiến cho pháp hạm của hắn lung la lung lay, cần phải rút lui né tránh ánh mắt của hứa thanh và đội trưởng đều lập tức nheo lại. Mà đám người trên phi chu của Thái Ti Tiên Môn không có bất kỳ một ai quay lại nhìn bọn họ một cái, vẻ lãnh đạm vô cùng, theo tiếng gió rít vang vọng càng bay càng xa. Mục tiêu hiển nhiên cũng là Thái Sơ Ly U Trụ, uy phong thật lớn, đội trưởng nhướn lông mi lên, nhìn phi chu của Thái Ti Tiên Môn bay về phía xa. Trở về ta liền đi xem tình báo, nhìn xem Thái Ti Tiên Môn có vật gì tốt. Đội trưởng hiển nhiên đã có chút bất mãn đối với những người bá đạo và ra vẻ này người kia rất mạnh, hứa thanh chậm rãi mở miệng, người hắn nói chính là thanh niên mặc đạo bào màu lam, vừa rồi hắn liếc mắt nhìn qua, liền mơ hồ cảm nhận được trên người đối phương có chấn động của mệnh đăng. Ngoại trừ thánh quân tử, đây là người thứ hai dường như có mệnh đăng mà hắn nhìn thấy trong nhiều năm qua. Trương Ti vận đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, lúc trước người này chính là nhân vật vững vàng đè ép thánh quân tử một đầu trong nghênh Hoàng Châu, tính cả nghênh Hoàng Châu này, gã chính là thiên kiêu đệ nhất bên trong hàng ngũ nhất đại đệ tử khi gã trúc cơ là đã bỏ thánh quân tử xa xa phía sau sau khi kim đan liền càng khiến cho thánh quân tử không thể nào theo kịp nghe nói gã không chỉ có một chiếc mệnh đăng còn có công pháp hoàng cấp thậm chí đao pháp thái thương cũng đã bị gã nắm giữ tới chín đao tu thành một loại công pháp hoàng cấp căn cứ tình báo của liên minh mặc dù tên trương ti vận này có bốn tòa thiên cung nhưng chiến lược hẳn là đến trình độ lục cung thậm chí cao hơn cũng không chừng tiểu thanh ngươi nhìn chúng mệnh đăng của gã rồi hả nếu không chúng ta tìm một cơ hội làm thịt gã. Hứa thanh lắc đầu, đội trưởng trừng mắt nhìn, cười hắc hắc. Bất quá gã cũng không giống thánh quân tử, nếu như gã vẫn lạc, thái ti tiên môn nhất định sẽ vô cùng tức giận, đoán chừng lão đầu tử cũng sẽ không gánh vác được. chương 770, Thái Sơ Li Thành một Trong lời nói của đội trưởng kèm theo sự nhắc nhở, nếu không phải là người hiểu rõ đội trưởng, vừa nghe y nói như thế sẽ cho rằng y đang lo lắng cho hứa thanh, sợ hứa thanh nhịn không được muốn cướp đoạt mệnh đăng của đối phương, từ đó sẽ dính vào phiền toái cực lớn. Nhưng khi những lời này rơi vào trong tai hứa thanh, hắn rất rõ ràng hàm nghĩa trong lời nói của đội trưởng. Đội trưởng đây là đang nói cho hắn biết, động thủ không có vấn đề, nhưng mà nhất định không thể lưu lại người sống, còn phải tạo ra một bố cục kín đáo, mặt khác cũng đừng quên gọi y tham gia cùng. Nhưng hứa thanh không hề có ý nghĩ cướp đoạt, không phải vì bối cảnh của đối phương cao bao nhiêu, mà là giữa hai bên không hề có va chạm, cũng không hề có bất kỳ nhân quả nào mà nhất định phải dồn nhau vào chỗ chết cả vì vậy hứa thanh lắc đầu ta đánh không lại gã đội trưởng nhướn mi lên cười nhạt ẩn tàng với ta hả tiểu thanh bây giờ chiến lược của ngươi có lẽ cũng có thể so với năm cung rồi đúng không hứa thanh không nói chuyện nhìn về thiên địa xa xa nơi ánh mắt hắn nhìn tới chính là điểm cuối của phương bắc là nơi đặt thái sơn ly u trụ cũng là phương hướng rời khỏi ninh hoàng châu đại sư huynh ngươi biết chiêu hà sơn ở nơi nào không hứa thanh nhẹ giọng hỏi chiêu hà sơn để ta nghĩ xem đội trưởng khẽ giật mình suy tư một phen hình như ta đã từng thấy qua nó trên bản đồ của phong hải quận chiêu hà sơn cũng không cách phong hải quận rất xa trong truyền thuyết chỗ đó từng là một cái tẩm cung của thái dương viễn cổ hứa thanh gật đầu không lên tiếng nữa thời gian lần nữa trôi qua quãng đường tiếp theo rất thuận lợi thi thoảng bọn họ cũng gặp phải một chút phi chu tạo hình khác nhau nhưng mục tiêu tất cả đều nhất trí bên trên dựng thẳng các loại đồ đằng hoặc lá cờ đại biểu tông môn tu sĩ bên trong đều có tuổi tác không lớn, và lại tu vi cũng đều không hề tầm thường. Chấp kiếm đình mở ra thí luyện chiêu mộ người mới, đối với thế lực nhân tộc khắp Ninh Hoàng Châu mà nói, đây chính là một đại sự, cho nên dạo gần đây, tất cả hạng người thiên kiêu từ khắp các tông môn lớn nhỏ đều sẽ chạy tới nơi đây để tham dự thí luyện. Dẫu sao thì khi trở thành chấp kiếm giả, vô luận là trong tông môn vẫn là ngoài tông môn, địa vị đều sẽ trở nên khác biệt, còn có một cái tương lai và cơ duyên tốt hơn vì vậy rất nhanh một tháng nữa lại trôi qua hứa thanh đứng trên bong thuyền rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được cây cột lớn kinh thiên động địa từ rất xa đó chính là thái sơ ly u trụ một cây trụ với kích thước ngàn trượt toàn thân màu đen bên trên điêu khắc vô số phù văn và đồ đằng phát ra từ trận uy áp mênh mông khó có thể hình dung nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy từng đạo phù văn kia đều ẩn chứa đạo vận giống như do thiên địa tự hình thành ở trên đó vậy đồ đằng cũng là như vậy Khác vô số dị thú và thân ảnh, mỗi một đạo đều lộ ra uy áp kinh khủng. Tất cả những thứ này, đủ để khiến cho bất luận người nào nhìn thấy, đều không tự chủ mà sinh ra cảm giác bản thân nhỏ bé, muốn đi tới cung bái. Thả mắt nhìn đi, cây trụ trống trời này giống như đâm thẳng vào trời cao, không thể nhìn thấy điểm cuối cùng, chỉ có thể nhìn thấy trong mây mù mơ hồ có một tòa cung điện sừng sững đứng trên bầu trời. Một tòa cung điện trấn áp thái sơ lưu trụ, trấn áp hết thảy. Nhưng lực lượng trấn áp đó, vẫn không cách nào ngăn cản thái sơ ly u trụ tràn ra chiến ý ngập trời, giống như nó đã từng là một kiện hung binh động trời, có quá nhiều sinh linh vạn tộc chết ở dưới thân của nó, khiến cho bên trong nó ẩn chứa oán khí vô cùng kinh khủng. Chỉ là những thứ oán khí này đã bị trấn nhiếp dưới chiến ý, không cách nào tràn ra chút nào, chỉ có thể hóa thành từng trận kêu rên im lặng, vang vọng trong tâm thần toàn bộ những người ngóng nhìn cây trụ này. Tâm thần hứa thanh chấn động, mà thứ làm cho ánh mắt của hắn trở nên càng thâm thúy hơn, đó là vào giờ phút này tòa Quỷ Đế Sơn trong thức hải của hắn bỗng hơi lay động. Giống như bị cây thái sơ ly u trụ ở trước mặt thu hút, mà cùng lúc đó, cây thái sơ ly u trụ này cũng hơi chấn động run lên một chút rất yếu. Hứa Thanh thở sâu, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước khi hắn ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Quỷ Đế Sơn cũng đã có dấu hiệu như thế, chẳng qua là khi tới nơi này thì hình như càng cường liệt hơn một chút mà thôi. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thanh, cảm khái mở miệng Hậu nhân đã từng phân tích quỷ đế, phỏng đoán rằng thanh hung binh này chính là vũ khí quan trọng nhất của người kia, đi theo người kia chinh chiến khắp thiên địa, cùng gã chân giết bát phương, mà xuất thân của quỷ đế cũng cực kỳ thần bí, không ai biết gã đến từ bộ tộc nào, chỉ biết gã trời sinh không gặp thời, thành đạo sau khi nửa khuôn mặt thần linh đã đến. Cũng không biết địch nhân của gã là ai, chỉ biết khi gã hấp hối liền trốn đến nơi này, ném ra vũ khí trong tay khiến nó rơi vào băng nguyên, còn bản thân lại nhắm mắt trên bờ biển, lựa chọn tỏa hóa. Có người nói, khi gã tòa hóa mặt vẫn hướng về biển khơi phương Nam, dường như đang đợi cái gì. Giọng nói của đội trưởng càng lúc càng nhẹ, hứa thanh cảm thụ quỷ đế sơn trong thức hải, nhìn gương mặt mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng đã lờ mờ càng ngày càng tương tự với gương mặt của mình, trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn, nhìn về mảnh đất cắm thái sơ ly u trụ. Mặt đất là một mảnh tuyết trắng, bên trên có vô số lều vải, từng vòng từng vòng vây chung quanh bốn phía của thái sơ ly u trụ, Số lượng cực nhiều, tới hơn 10 vạn và trong phạm vi cực lớn, giống như một tòa thành trì đặc thù vậy. Nơi đây cũng không có phàm tục, đều là tu sĩ đến từ bát phương, trong đó tán tu chiếm đa số, mà trong đó đều là nhân tộc, không có bất kỳ ngoại tộc nào tồn tại. Sở dĩ như vậy là bởi vì Thái Sơ Ly U trụ không có bất kỳ yêu cầu nào đối với người đến, cư trú cũng tốt, tu hành cũng được, đều có thể định cư lâu dài ở chỗ này. Chỉ có một điều kiện, đó là nhất định phải là nhân tộc mà bản thân của Thái Sơ Liêu trụ rất kỳ dị, phía trên tràn ra chiến ý. Nếu cảm ngộ trong thời gian dài sẽ hình thành linh ấn trong tâm thần, sẽ có giá trị và trợ giúp nhất định đối với tu hành. Mặt khác, bên trong cây Thái Sơ Liêu trụ cũng ẩn chứa một chút truyền thừa, chỉ cần là nhân tộc thì có thể leo lên. Nếu như cơ duyên đến có thể thu được cảm ngộ từ bên trong, cho nên nơi đây mới càng ngày càng nhiều tán tu nhân tộc hội tụ. Mà giờ khắc này đại địa cũng là một mảnh náo nhiệt, không ít tông môn đã đến sau đó lại chọn khu vực dựng lên từng chiếc lều vải, dựng thẳng lên lá cờ thuộc về tông môn của mình, nhất là mấy cái thế lực lớn bên trong Ninh Hoàng Châu là rõ ràng nhất. Trong đó cũng có cả trụ sở của Liên minh Bát Tông. chương 771, Thái Sơ liu Thành hai Thả mắt nhìn đi, trong toàn bộ thành chỉ có phường thị như rừng, dòng người rộn ràng qua lại. Mà vị trí ở ngay dưới Thái Sơ Li U Trụ, chỗ đó chính là nơi có nhiều người nhất, dập dạp vô số, sợ là không dưới mấy nghìn, phần lớn đều đang ngẩng đầu nhìn xem Thái Sơ Ly U trụ, còn có từng trận âm thanh nghị luận truyền ra. Hứa Thanh chú ý tới một màn này, cũng nhìn thấy phía trên Thái Sơ Ly U trụ tồn tại từng đạo thân ảnh. Không sai biệt lắm chừng trên trăm người, phân tán ở các độ cao khác biệt. Có người đang leo lên, có người thì đả tọa trên phù văn đồ đằng nhô lên, trong những người này, vị trí cao nhất trước mắt chính là một người thanh niên mặc đạo bào của Thái Ti Tiên Môn. Người này không phải đạo tử của Thái Ti Tiên Môn, mà là một trong thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn. Hứa Thanh lờ mở nhận ra đây là người trong đoàn phi chu của Thái Ti Tiên Môn đi qua bọn họ một tháng trước, giờ phút này đối phương đang ở độ cao không sai biệt lắm khoảng hơn 500 trượng, nhưng hình như nơi này đã là cực hạn của gã, cuối cùng gã cũng không cách nào kiên trì, buông tay ra hạ thân thể xuống. Mà ngay một khắc khi gã hạ xuống, có thể nhìn thấy Thái Sơ Ly trụ bỗng nhiên tràn ra một đạo tia sáng màu lam, bắn thẳng đến thân thể đang rớt xuống của gã. Tên thiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn lập tức mừng như điên, một phát bắt được, trong nháy mắt tiếp theo đạo ánh sáng màu lam này liền hóa thành một đoàn sương mù màu lam. Hứa thanh không biết đó là cái gì, nhưng một màn này khiến cho đám người phía dưới thái sơ ly u trụ, truyền ra trận trận thanh âm kinh hô. Thế mà lại được ban cho chiên mông khí, khí này có chỗ đại bổ đối với sinh cơ. Leo càng cao, tỷ lệ được ban thưởng lại càng lớn. Mặc dù không phải công pháp truyền thừa, nhưng chiên mông khí cũng là thứ vô cùng tốt. Trong khi mọi người bên dưới nghị luận, ánh mắt của hứa thanh cũng lộ ra quang mang kỳ lạ Nhìn đoàn xương mù màu lam trong tay tiên kiêu của Thái Ti Tiên Môn, cảm thấy rất là kỳ dị. Thái Sơ Li U trụ chính là như vậy, leo càng cao thì tỷ lệ lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Đội trưởng cũng tương tự nhìn qua, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Căn cứ tình báo của Liên minh, qua nhiều năm như vậy, từ trên Thái Sơ Li U trụ tràn ra rất nhiều tạo hóa, bên trong có truyền thừa, cũng có một chút loại khí kỳ dị, ví dụ như chiên mông thượng xuân khí, tác dụng chủ yếu là bồi bổ sinh cơ, ví dụ tuế dương trọng quang khí là chủ yếu về hiệu quả đan dược lại ví dụ như thượng trương canh kim khí có thể luyện khí còn có chính là bản thân của thái sơ ly u trụ nếu cảm mộ được chiến ý ở trên đó có thể hình thành linh ấn trong thức hải đây cũng là đồ tốt có được lực sát thương không tầm thường và lại khó khăn không cao ví dụ như ta chỉ cần liếc mắt nhìn cây thái sơ ly u trụ này liền mơ hồ cảm thấy dấu hiệu muốn cảm mộ hơn nữa cái này cũng có thể tăng thêm điểm thành tích trong thí luyện trở thành chấp kiếm giả hứa thanh gật đầu rất nghiêm túc quyết định tiếp đến cũng sẽ đi cảm ngộ mộ một chút. Thấy bộ dạng hứa thanh rất nghiêm túc, đáy lòng đội trưởng cũng vui lên, trên thực tế thì cảm ngộ linh ấn rất khó, nhưng y muốn làm nổi bật địa vị của đại sư huynh, cho nên đã cố ý nói thành đơn giản rất nhiều. Thế nên khi hứa thanh cảm mộ chậm chạp, vậy thì Trần Nhĩ Nhiêu y liền trở nên rất là lợi hại. Mang theo ý nghĩ như vậy, ba người càng ngày càng tới gần phạm vi của Thái Sơ Ly U Thành. Sau khi tới gần, hứa thanh liền thu hồi pháp hạc. Thân thể ba người nhoáng một cái, rơi vào bên trong mảnh thành trì do những chiếc lều vải tạo thành, đi về phía trụ sở của Liên minh Bát Tông. Hiện giờ nơi này có rất nhiều người, phí tổn cho thuê cư trú tất nhiên rất là xa xỉ, cho nên nếu như có thể có nơi cư trú không tốn tiền, tự nhiên bọn họ sẽ đi qua đó rồi. Ba người cứ như vậy đi xuyên thẳng qua đám người, rốt cuộc cũng đã đi tới trụ sở của Liên minh Bát Tông ở nơi đây. Nơi đây cách Thái Sơ liu trụ không xa, do trên 100 chiếc lều vải tạo thành, ba người hứa thanh vừa đến liền xóa bỏ che lấp trên người mình, thế nên sự xuất hiện của bọn hắn lập tức dẫn tới sự chú ý của đệ tử liên minh bát tông. Đội trưởng và ngôn ngôn còn đỡ, nhưng thân phận của hứa thanh lại không giống vậy. Trong thế hệ này của liên minh, chỉ vẻn vẹn có một mình hứa thanh là người có tư cách hưởng đãi ngộ đạo tử của liên minh, cũng là người có thanh danh hiển hách trong liên minh bát tông, cho nên ngay khi hắn vừa mới xuất hiện, liền có rất nhiều đệ tử liên minh chắp tay bái kiến. Mà lần này đệ tử liên minh bát tông không sai biệt lắm có hơn 100 người đến, phần lớn những người này đều có tu vi trúc cơ, kim đan không nhiều lắm, phần lớn bọn họ đều không thể trở thành chấp kiếm giả, tới đây cũng bởi vì độ tuổi phù hợp, cho nên căn cứ theo tông môn an bài, tới đây để rèn luyện là chủ yếu. Trong đó cũng có không ít đệ tử các phong của thất huyết đồng, ngay cả tiểu tử câm cũng ở trong đó, sau khi trông thấy hứa thanh và đội trưởng liền cung kính cúi đầu. Nhất là tiểu tử câm, vừa thấy hứa thanh liền chạy nhanh tới bên người hắn, tự giác đề phòng bốn phía quanh hứa thanh. Ba người rất nhanh liền dàn xếp xuống, thông qua giao lưu với đệ tử thất huyết đồng, Hứa Thanh biết được người dẫn đội liên minh lần này chính là lão tổ huyết luyện tử nhà mình cùng với nãi nãi của ngôn ngôn, đồng thời tông chủ của liệp dị môn và thiên giám bảo tông cũng đều ở đây. Về phần sư tôn thì lại chưa tới, nhưng mà lão tổ và hai vị tông chủ sau khi đến liền đi tới chấp kiếm đình, không biết đang câu thông việc gì, hứa Thanh mắt thấy như thế, cũng sẽ không lập tức đi qua bái kiến. Về phần ngôn ngôn lại có chút trột dạ, dù sao lần này nàng cũng lén lút chạy ra khỏi thất huyết đồng, vừa nghe nãi nãi của mình cũng ở đây, Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó với Hứa Thanh, nhưng Theo Ngọc giản truyền âm chấn động, ngôn ngôn thở dài một hơi. Hứa Thanh ca ca, lão thái thái nhà ta đã biết ta đến đây, kêu ta đi tìm bà ấy, ta đi gặp lão thái thái một chút, nếu không về sau muốn chạy ra ngoài sẽ rất khó khăn. Đội trưởng ở một bên cũng thở ra một hơi, hiển nhiên khi biết được Tử Huyền Thượng Tiên không tới, đáy lòng của y cảm thấy rất là an tâm. Lão tổ đã đến, lão nhất định là vì ta mà đến, đừng nhìn lão gia hỏa này bình thường rất nghiêm túc nhưng lại vô cùng tán thưởng ta, lần này hẳn là tới khuyên ta quay về tông môn, tiểu thanh ngươi thì không được, ngươi ngày thường quá ít mở miệng, nhớ kỹ, khi quay về trả tiền nợ cho ta, có thể ta sẽ cân nhắc truyền thụ một chút phương pháp lừa đám lão già này vui vẻ cho ngươi. Đội trưởng đắc ý mở miệng, hứa thanh nghe vậy liền chừng mắt nhìn, đại sư huynh nói đúng, ta đề nghị ngươi nên đi bái kiến lão tổ trước, nói không chừng lão tổ lại biết rõ thông tin về cuộc thí luyện lần này, nếu như dò hỏi ra được một chút thông tin, Vậy thì sẽ rất có lợi đối với lần tham gia thí luyện này của chúng ta Có đạo lý, đội trưởng nghe vậy lập tức sáng mắt lên Vừa muốn rời khỏi, nhưng vừa hạ chân xuống liền dừng lại Quay đầu hồ nghi nhìn hứa thanh Tiểu thanh, ta rất hít khi thấy người nói nhiều như vậy Người có điểm gì đó là lạ Hứa thanh nhìn qua ánh mắt của đội trưởng, biểu cảm kinh ngạc Đội trưởng nhìn qua hứa thanh, biểu cảm ngờ vực vô căn cứ Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bầu trời xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hử lạnh tiếng hử giống như chuông lớn truyền khắp bát phương, khiến cho gió dục mây vần, thiên địa chấn động. Địa phương của chấp kiếm đình đều là cấm khu của dị tộc. Người dị tộc bước vào, chảm, chương 772, tử huyền gửi thư một Theo giọng nói vang vọng toàn bộ thành trì, vô số nhân tộc bên trong đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong đám mây mù trên bầu trời, từ trên điểm cuối cùng của thái sơ ly u trụ, bỗng có một đạo thân ảnh bước ra. Đây là một người trung niên mặc một thân quan phục uy vũ, đầu đội một cái mũ xanh lam khảm ngân quang hai tay mang theo bao tay màu tím vải lân phía sau đeo một thanh đại kiếm dùng vải đen quấn quanh chỉ lộ ra phần chui theo người này đi ra phía sau gã thình lình có ba tòa vòng xoáy cực lớn giống như vực sâu huyễn hóa ra ngoài bất luận một tòa nào trong ba vòng xoáy này đều giống như dị tượng của thiên địa khiến cho bát phương chấn động đồng thời trong đó giống như bao hàm một tòa bí tàng riêng bên trong mơ hồ có tiếng gào thét và gầm rú thê lương truyền ra Phảng phất có hạng người đại hung bị trấn áp ở bên trong, tản ra từng trận chấn động kinh khủng. Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, người này giơ tay phải lên rồi hạ một quyền về phía bầu trời xa xa. Theo gã ra tay, ba tòa bí tàng sau lưng bộc phát phun ra ra hào quang đầy trời, tạo thành vô số phi kiếm trải khắp ra giữa thiên địa, tạo thành một dòng nước lũ. Mỗi một thanh kiếm trong đó đều tản mát ra lực lượng kinh tâm động phách, giống như có thể xé rách bầu trời, đánh nát hư không, giờ phút này toàn bộ thanh kiếm trùng kích phi thẳng đến phía xa xa. Cùng lúc đó từ phương xa truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, một đạo thân ảnh mơ hồ hiện ra ở phía chân trời, thân ảnh này giống như đã ẩn giấu rất kín từ trước, nhưng giờ phút này dưới khí tức chấn động, nó không cách nào tiếp tục ẩn nấp nữa mà lộ ra chân thân. Đây là một con hung thú cực kỳ xấu xí, chuẩn xác mà nói, nó càng giống như là một con giòi bỏ cực lớn, do tầng tầng da thịt chồng lên nhau, thân hình to tới ngàn trượng, tràn ngập dịch nhờn lộ ra một mùi tanh hôi khó ngửi đầu của nó còn có hai cái xúc tu. Phía trên mỗi cái xúc tu còn mọc ra một cái đầu, một nam một nữ với làn da màu xanh, trong mắt đỏ thấm, tiếng gào thét chính là từ trong miệng hai cái đầu này truyền ra. Phần đuôi của nó cũng hơi nhếch lên, phía trên đó thình lình còn có một cái đầu nữa. Là đầu của một lão giả, giờ phút này sắc mặt của lão biến hóa, rất nhanh phun ra một mảnh khói đen. Sương mù khuếch tán bao phủ bốn phía thân thể của nó, khiến cho tốc độ lui ra phía sau của nó trở nên nhanh hơn. Nhưng vẫn đã chậm, trong nháy mắt tiếp theo, vô số thanh phi kiếm đã gào thét tới gần, hung hăng xuyên qua trên người con hung thú xấu xí kia. Dù cho nó có ngăn cản như thế nào cũng đều vô ích, trong chốc lát dưới sức sát thương của phi kiếm, thân hình của nó ở lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy, thê thảm vô cùng. Chỉ còn ba cái đầu lâu giấy lên khói đen, cấp tốc bỏ chạy về phía xa. Nhưng hiển nhiên cũng là si tâm vọng tưởng, ngay một khắc thân hình của con hung thú này tan vỡ, vị chấp kiếm giả mặc quan phục kia bước một bước tới với tốc độ cực nhanh. Nháy mắt tới gần, tay phải giơ lên thì lập tức có vô số phi kiếm hội tụ, trực tiếp tạo thành một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu xanh trong tay. Một kiếm hạ xuống, cái đầu nữ tử tan vỡ, kiếm thứ hai, đầu nam tử nổ tung, kiếm thứ ba, vị chấp kiếm giả mặc quan phục hất lên, kiếm này lập tức biến ảo thành một con dao to lớn màu xanh, gào thét một tiếng liền nuốt đầu lão giả cuối cùng vào trong miệng. Làm xong những thứ này, thiên địa lại biến thành một mảnh im lặng, tâm thần của toàn bộ tu sĩ trên mặt đất đều nhao nhao chấn động những ngày gần đây chấp kiếm đình phụng mệnh trấn áp tam linh sơn bắt u tinh quy án cho nên có một số yêu ma quỷ quái có chút tâm tư hoạt động liên tiếp tới đây thăm dò giữa không trung người trung niên mặc quan phục nhàn nhạt mở miệng như vậy ta sẽ nói lại một chút quy củ của chấp kiếm đình chúng ta nơi đây là cấm khu của dị tộc không thuộc nhân tộc không thể vào trung niên mặc quan phục giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay về phía thái sơ ly u trụ thái sơ ly u trụ lập tức rung động lắc lư bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ chiến ý ngập trời không gì chấn áp được. Chiến ý mang theo ý niệm diệt sạch, mang theo sát ý bá đạo, ẩm ẩm khuếch tán về bát phương. Bầu trời trong vòng ngàn dặm giấy lên chấn động kịch liệt, bị bẻ gãy và nghiền nát, đại địa cũng là như vậy, luồng chiến ý này mang theo thần thức nhanh chóng đảo qua trên người toàn bộ tu sĩ chung quanh. Giống như đang phân biệt, trong chấn động thì toàn bộ tu sĩ nơi đây đều bị chú ý, đồng thời cũng có âm thanh phanh phanh đột nhiên vang vọng trong thành trì và giữa thiên địa, bên trong thành chỉ có mấy trăm thân thể người đột nhiên nổ tung, lập tức tử vong. Trên bầu trời cũng có bảy tám nơi tương tự như vậy, truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau hết thảy, thiên địa liền biến thành một mảng quang đáng. Làm xong những thứ này, trung niên mặc quan phục kia cũng không quay đầu lại mà đi về phía bầu trời, một bước đi vào trong mây mù, tan biến vô ảnh. Đại địa im ắng, cho đến một lát sau mới có từng tiếng hít sâu và tiếng kinh hô truyền đến, hứa thanh cũng thở sâu một hơi, đội trưởng bên cạnh cũng đồng dạng như vậy. Vừa rồi tia thần thức kia cũng đảo qua trên người bọn họ, dù biết được bản thân là nhân tộc nên không có vấn đề, nhưng khi bị thần thức bao trùm, hứa thanh vẫn cảm thấy hãi hùng khiếp phía, cũng còn một thứ làm cho hắn vô cùng chấn động, đó là sự bá đạo đến từ chấp kiếm đình. Trung niên mặc quan phục kia rõ ràng chỉ là cảnh giới linh tàng chứ không phải là quy hư, thế nhưng chớp mắt khi người kia đi ra, nháy mắt xuất thủ thì các lão tổ dẫn theo người tới bên trong thành chỉ giống như đều đang bị người kia áp chế. Thứ áp chế lão tổ của các tông môn không phải tu vi của người này, mà là thân phận của gã. Nhân tộc chính thống, một trong ngũ bộ thượng huyền, chấp kiếm đình. Cho đến khi lại trôi qua một nén nhang, chúng tu bên trong thành trì mới khôi phục lại, trong mắt của phần lớn người đều lộ ra ánh sáng mãnh liệt, có rất nhiều người không tự chủ được nhìn tới điểm cuối cùng của thái sơ ly u trụ. Chỗ đó chính là tổng bộ chấp kiếm đình của Ninh Hoàng Châu. Lần này chấp kiếm đình ra tay, khiến cho phần lớn đệ tử các tông đến đây đều xuất hiện sự mê mẩn mãnh liệt đối với chấp kiếm đình, nhất là đội trưởng càng là như vậy, thậm chí y cũng bắt đầu tưởng tượng bộ dáng mình trở thành chấp kiếm giả. chương 773, Tử Huyền gửi thư hai Mà hứa thanh mặc dù cũng động tâm về việc trở thành chấp kiếm giả, nhưng hắn càng coi trọng chấn động vừa rồi của Thái Sơ Li trụ hơn. Bởi vì một khắc ngay khi Thái Sơ Li trụ chấn động, hứa thanh cảm nhận rõ ràng được quỷ đế sơn trong thức hải của mình cũng chấn động tương tự, đồng thời còn có vài chục khối phù văn nổi lên trên quỷ đế sơn những khối phù văn này lộ ra chiến ý mãnh liệt sau khi hứa thanh cảm giác liền như có điều suy nghĩ chẳng lẽ đây là linh ấn mà đội trưởng nói như vậy xem ra linh ấn này đúng là rất dễ dàng thu được không khó cho lắm hứa thanh suy nghĩ một chút nhưng hắn cũng không xác định được rằng những khối phù văn này có phải là linh ấn mà đội trưởng nói hay không bất quá hắn cảm giác mình có thể đưa vật này ra ngoài vì vậy hắn liền giơ tay lên theo tâm niệm vừa động một khối phù ấn trong hơn 10 khối ấn phù trong thức hải của hắn lập tức tan biến, lúc sau đã xuất hiện ở trên lòng bàn tay của hắn. Tia sáng lập lòe, bên trên tràn ra từng trận chiến ý cường liệt, khiến cho hứa thanh cảm giác khối phù ấn này giống như là một loại pháp thuật có thể sử dụng, thậm chí còn có được lực sát thương nhất định. Đại sư Huynh, cái này có phải là linh ấn mà ngươi nói? Hứa thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng, không đợi hắn hỏi xong, đội trưởng đang tưởng tượng bản thân trở thành chấp kiếm giả, bỗng nhiên ngây người ra. Linh ấn, người cảm mộ cái này lúc nào vậy cái đồ chơi này vô cùng đơn giản nha không tệ không tệ đã có thể được tăng thêm điểm rồi đội trưởng sướng sờ nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lộ ra vẻ nhẹ nhõm vừa nãy khi thái sơ liu trụ chấn động chúng nó liền xuất hiện ở trong thức hải của ta hứa thanh gật nhẹ đầu trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ phản ứng của đội trưởng khiến hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng mà thường thường vào thời điểm này sẽ thật sự là không đúng Đội trưởng ho khan một tiếng, đè xuống chua sót trong đáy lòng, cười ha ha một tiếng. Tiểu Thanh, ngộ tính của ngươi không tệ, nhưng so với ta vẫn còn kém một chút, ta thật ra cũng đã cảm mộ thành công cái đồ chơi này, cũng vào ngay vừa nãy, cho nên ngươi phải nhớ kỹ không nên kiêu ngạo, một khối còn không coi vào đâu, ta cảm mộ ra năm khối ta có nói gì đâu, bởi vì cần cảm mộ ra chín khối mới có thể thêm điểm. Hứa Thanh cảm thụ 10 khối linh ấn trong thức hải một chút, không nói chuyện mà lặng lẽ suy đoán trong đáy lòng, linh ấn này hẳn là cảm mộ rất khó khăn hẳn không phải là dễ dàng như lời đội trưởng nói lúc trước được rồi người tiếp tục cảm mộ đi ta đi tìm lão tổ đội trưởng nói xong liền rời khỏi y chuẩn bị đi tìm một chỗ để cảm mộ một chút hứa thanh dễ dàng như vậy liền cảm mộ thành công một khối việc này khiến cho y áp lực rất lớn nhất là khi y nghĩ đến việc mình nói cảm mộ cái này rất đơn giản lúc trước tiếp theo nếu y không thành công trong thời gian ngắn vậy chẳng khác nào là cầm đá đập chân mình cả mắt thấy đội trưởng rời đi hứa thanh cũng dự định đi nghiên cứu những thứ linh ấn này một chút vì vậy liền đi về phía chỗ ở nhưng khi hai người vừa đi vài bước đội trưởng bỗng nhiên sửng sốt một chút y nhớ lại lời nói của hứa thanh vừa xong chú ý tới hai chữ trong đó ngay khi nghĩ lại ánh mắt của y lập tức trợn to chợt quay đầu hứa thanh người đợi một chút vừa nãy ngươi nói là chúng nó hứa thanh dừng bước chân lại ngươi ngươi cảm ngộ được mấy khối đội trưởng cẩn thận mở miệng hứa thanh liếc mắt nhìn qua đội trưởng vung tay lên, hơn 30 khối linh ấn lập tức bay ra, phần quanh trong tay hắn, bên trên liên tục tràn ra từng luồng chiến ý. Đội trưởng lập tức ngây người, những thứ này, đều mới xuất hiện. Đúng vậy, đội trưởng, người nói rất đúng, đúng là rất đơn giản. Hứa thanh trừng mắt nhìn, đội trưởng không muốn nói chuyện, y cảm thấy tâm tính thiện lương của mình rất mệt mỏi. Giờ phút này y lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi, nhưng trong lòng lại càng bất chấp, y chuẩn bị đi đến bên Thái Sơ Ly U Trụ, lập tức bắt đầu cảm ngộ, không cảm ngộ ra 40 khối thì quyết không bỏ qua. 40 khối chưa ổn thỏa, ta muốn cảm ngộ ra 60 khối. Nhìn qua thân ảnh của đội trưởng, hứa thanh tâm tình vui sướng quay người đi về phía chỗ ở. Rất nhanh liền đến, vừa đến hắn liền bố trí ở bốn phía một phen, sau đó mới khoanh chân ngồi xuống, nghiên cứu những khối linh ấn này. Hắn biết tại sao thoáng cái mình lại xuất hiện nhiều linh ấn như vậy, việc này chắc chắn liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của quỷ đế sơn dẫu sao thì từ trình độ nào đó mà nói song phương đều là đồng nguyên cứ như vậy trong khi hứa thanh nghiên cứu thời gian dần trôi qua ngoáng một cái liền trôi qua ba ngày trong đêm ngày thứ ba hoàng nhất khôn đã đến hiển nhiên gã đến nhưng rất không tình nguyện sau khi đến liền đưa cho hứa thanh một khối ngọc giản nói dứt một câu liền nhanh chóng bỏ chạy lão tổ kêu ta đưa cho ngươi lão tổ của hoàng nhất khôn dĩ nhiên là tử huyền thượng tiên Hứa Thanh do dự cầm lấy ngọc giản, trầm mặc một lát rồi dung nhập thần niệm vào đó, trong đầu lập tức hiện ra giọng nói lười biếng mang theo mị hoặc của Tử Huyền Thượng Tiên. "Tiểu Bằng Hữu, có nhớ tới Tỷ Tỷ hay không?" Hứa Thanh im lặng, "Ta rất thích món lễ vật mà ngươi tặng cho ta trước khi rời đi." Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Thái Sơ Ly U Trụ, hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là đi nơi đó. "Thư ngươi gửi cho Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ cũng đã nhìn thấy, ngươi nha, bình thường nhìn không ra, nhưng viết vào trong thư lại ăn nói to gan như vậy." không phải ngươi nói rằng ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao, nhưng lại không thích nghe những tin đồn, cho nên chúng ta không tiện gặp mặt quá nhiều trong tông môn, mà hy vọng dùng thư tín để trò chuyện với nhau, kêu ta gửi hồi âm cho ngươi, thế nên ta đã kêu Hoàng Nhất Khôn tới đưa thư cho ngươi. Ánh mắt hứa thanh chợt trợn to, mặt khác, nhìn trên phân thượng ngươi xin tha cho Trần Nhĩ Nhiêu trong thư, thậm chí không tiếc mà đồng ý nhiều chuyện với ta như thế, vậy việc của Trần Nhĩ Nhiêu coi như xong đi, tạm thời ta không so đo cùng y nữa, nhưng những việc ngươi đồng ý chớ có quên đấy hô hấp của hứa thanh trở nên rồn rập lần này ta nghe lời ngươi không đi thái sơ ly u trụ nữa như vậy thì ngươi hãy giúp ta chiếu cố người của huyền u tông một chút tiếp đó nhanh chóng trở lại về phần yêu cầu đổi xương hô của ta với ngươi trong thơ tiểu bằng hữu ngươi rất xấu nha nhưng chuyện này còn chưa được đâu còn phải nhìn biểu hiện sau này của ngươi chán hứa thanh nổi lên gân xanh trầm mặc hồi lâu sau khi bình phục nỗi lòng hắn lấy ra thẻ che tìm được tên đội trưởng ở phía trên, hung hăng xóa đi những dấu. Ở đằng sau, chương 774, thoáng như cố nhân một Giờ phút này, bên cạnh thái sơ lưu trụ, bên trong đám người, đội trưởng đang chui tới chui lui để tìm vị trí cảm mộ tốt hơn. Ba ngày không cảm mộ thành công, y cảm thấy hẳn là do vị trí xấu, cho nên dự định tới gần hơn một chút. Nhưng không đợi tìm được, đội trưởng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu từ trong tối tăm. Trực giác của ta rất chuẩn, không bình thường. Đội trưởng trầm ngâm, cẩn thận nhớ lại những việc mình làm gần đây. Con mắt mà ta lưu lại ở quỷ đế sơn bị phát hiện rồi sao? Hay là mật thám trong thái ti tiên môn của ta bị lộ? Phân thân ta lén lút đặt ở tam linh chấn đạo sơn đã bị tìm ra. Người bị ta mua chuộc trong ly đồ giáo phản bội. Viêm hoàng biết ta muốn đi trộm nhà của nó. Kẻ thù bên trong thi cấm thức tỉnh. Càng nghĩ, đội trưởng bỗng chợt nhớ tới một chuyện. Tử huyền thượng tiên đã hồi âm thư rồi. Đội trưởng có chút đau đầu, không biết chỗ nào xảy ra vấn đề, nhưng loại dự cảm này rất là mãnh liệt, vì vậy y vô cùng cảnh giác, lập tức rời khỏi đám người. Thậm chí còn che đậy khí thức và biến đổi bộ dạng, nhưng y vẫn cảm thấy rất bất an, vì vậy liền rời khỏi thái sơ ly u trụ, đi tới biên giới thành chỉ tìm một chiếc lều vải vắng vẻ, nhịn đau bỏ ra một chút tiền, ngồi ở chỗ kia cẩn thận cảm ngộ. Nhưng y cảm thấy như vậy vẫn không ổn thỏa, vì vậy liền vung hai tay bấm niệm pháp quyết, triển khai bí pháp nào đó khiến cho bản thân càng ẩn giấu kín hơn. Không lâu sau hứa thanh đã đến, hắn đi tìm một vòng gần thái sơ ly u trụ, nhưng không tìm thấy được tung tích của đội trưởng. Về phần cho ảnh tử tìm kiếm, vậy phải có phạm vi nhất định mới được, nhưng nơi đây quá rộng lớn, trừ phi hứa thanh chạy một vòng toàn bộ thành trì, nếu không không cách nào tìm kiếm chuẩn xác. Tìm kiếm không có kết quả, hứa thanh quay người rời khỏi. Rất nhanh mấy ngày trôi qua, đội trưởng mắt thấy hết thảy như thường nên cũng dần dần buông lỏng, mặc dù vẫn duy trì che lấp, nhưng phần lớn thể xác và tinh thần đều đắm chìm bên trong cảm mộ. Nhưng mà hứa thanh thì vẫn không bỏ qua, trong mấy ngày này ngoại trừ cảm mộ chiến ý của Thái Sơ Ly U Trụ, khiến cho linh ấn trong thức hải càng nhiều thêm nữa, thì thời gian khác hắn đều đi bộ bên trong thành chỉ do vô số chiếc lều vải tạo thành này. Bởi vì trong này rất nhiều tu sĩ, cho nên liền có rất nhiều phường thị lớn nhỏ, bên trong bán đủ loại vật liệu, phần lớn đều khá kỳ dị. Trong mấy ngày tìm kiếm tung tích đội trưởng, Hứa Thanh đã nhìn thấy được rất nhiều đồ mới, cũng mua một chút độc thảo. Nhưng mỗi lần hắn ra ngoài đều sẽ cải biến hình dạng, tiến hành một chút che lấp. Bởi vì trong mấy ngày này, hắn đã nhận được 7-8 lần thách thức đến từ thiên kiêu của các tông khác trong Ninh Hoàng Châu. Bây giờ có rất nhiều người biết tin là hắn đã tới nơi này, mà hắn với tư cách là một người hưởng đãi ngộ đạo tử thế hệ này của Liên Minh Bát Tông, danh tiếng của hắn cũng hầu như đã truyền ra khắp các tông trên Ninh Hoàng Châu. Dẫu sao thì danh tiếng của hắn cũng không thấp, hai ngọn mệnh đang cùng với công pháp hoàng cấp lại còn chém giết thánh quân tử, tất cả những thứ này khiến cho hứa thanh cũng có sức nặng không thấp ở trong lòng nhất đại đệ tử các tông trong Nghênh Hoàng Châu. Bây giờ thí luyện chấp kiếm giả sắp tới, phần lớn những người thiên kiêu tự nhận là thực lực không tệ, đều muốn hiển lộ ra khí thế chân áp thiên kiêu của các đại tông khác ở nơi này, dùng điều này để thu hút ánh mắt của chấp kiếm đình, từ đó tăng thêm điểm cho bản thân. Cho nên không chỉ có hứa thanh bị thách thức, những thiên kiêu khác trong liên minh cũng liên tiếp bị thách thức, mà những đại tông khác cũng giống như thế, mỗi ngày đều có người ra tay so tài. Duy chỉ có một người, từ đầu đến cuối không ai dám đi thách thức, người này chính là đạo tử Trương Ti Vận của Thái Ti Tiên Môn, cũng là người có được vinh dự đệ nhất nhân của thế hệ này trong Ninh Hoàng Châu. Bên ngoài đồn đại người này đã có được chiến lực sáu cung, ở độ tuổi này mà có thể đạt đến trình độ như vậy, thiên phú như thế quả thực khiến cho đệ tử các tông khác đều không dám tới khiêu chiến, nhao nhao kính sợ. Mà gã cũng không hề ở lại trong Thái Sơ Thành, ngay khi tới đã đi vào sâu trong băng nguyên, nghe nói là muốn mượn nhờ hoàn cảnh ở nơi này để ma luyện pháp thuật của bản thân so với gã người bên ngoài nhìn vào hứa thanh lại thấy hắn tối đa cũng chỉ có chiến lược ba bốn cung tự nhiên liền trở thành đối tượng thách thức tốt nhất của các thiên kiêu khác mà trong số những người khởi xướng thách thức hắn cũng có người của thái ti tiên môn mà hứa thanh thì không có một chút hứng thú nào đối với cái loại thách thức vô vị này lúc này hắn đang đi lại trong một chỗ phường thị lớn ánh mắt đảo qua các quầy hàng hai bên muốn tìm xem có một chút độc thảo đặc thù hay không nơi đây có không ít tu sĩ ngoại trừ tán tu bản địa cũng có một chút đệ tử đến từ tông môn nhân tộc ở khắp bát phương rất là náo nhiệt rất nhanh hứa thanh dừng bước chân lại chú ý tới trên một quầy hàng quầy hàng này bán chủ yếu là một chút tài liệu luyện đan luyện khí bên trong cũng có một chút dược thảo trong đó có một cây ngũ tuyến kim trùng thảo loại dược thảo này cũng có ở trong dược điển của hứa thanh thuộc về một loại dược thảo chuyển hóa hòa hợp độc rất không tệ dược tính của nó khá đặc thù sau khi hái cần phải dùng kim khí mới có thể bảo tồn. Vì vậy hắn liền cất bước đi tới, nhưng không đợi hắn đến gần, liền nghe thấy bên cạnh có người đàm luận tới tên của mình. Người nghe nói gì chưa, Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên Môn đã tiếp nhận 9 lần thách thức, toàn thắng cả 9 lần, một thân tu vi kim đan bốn cung rất là cường hãn, bây giờ bên trong Thái Ti Tiên Môn, gã chính là người đứng đầu ngọn gió, xếp gần với bọn người đạo tử nhất. Người này xác thực không tầm thường, đoạn thời gian trước gã đã leo thái sơ liu trụ đến độ cao trên 500 trượng, nghe nói đây còn không phải là cực hạn của gã. Gã cũng là người sinh không gặp thời, nếu như thái ti tiên môn không có trương ti vận, có lẽ người này đã có thể trở thành đạo tử. Nghe nói gã đã gửi ba lần thách thức tới hứa thanh, đạo tử của liên minh bát tông, nhưng nhưng vị kia rõ ràng sợ hãi không dám tiếp, đúng là người đi ra từ địa phương nhỏ, phần lớn đều có tính cách như thế, không dám đi ứng chiến, dạo gần đây các tông đều đang đàm tiếu việc này, chương 775, thoáng như cố nhân, 2 Hứa thanh nghe mấy lời này, mặt không cảm xúc quay đầu nhìn thoáng qua, người đàm luận việc này chính là ba đệ tử tiểu tông phụ thuộc vào thái ti tiên môn, tu vi cả ba đều không cao, chỉ là trúc cơ. Người như vậy, hứa thanh gặp vô cùng nhiều, tu vi tầm thường nhưng rất thích bình phẩm cường giả, giống như khi bọn họ bình phẩm và khinh miệt người khác, mới có thể tìm được cảm giác hiện hữu thuộc về mình. Hứa thanh đảo mắt nhìn qua mặt ba người, sau đó liền lơ qua và đi đến quầy hàng, chỉ một ngón tay vào gốc ngũ tuyến kim trùng thảo. Chủ quầy hàng là một tu sĩ đầu trọc, mù một mắt, con mắt còn dư lại lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ngẩng đầu lướt qua hứa thanh, phất tay liền cuốn gốc dược thảo lên, đưa cho hứa thanh. Dược thảo này có giá 2.000 linh thạch, hứa thanh cầm trùng thảo trong tay, xem xét một phen, gật đầu đưa linh thạch ra, sau khi thu hồi trùng thảo liền hỏi một câu. Còn nữa không, còn, chủ quán nghe vậy lập tức sáng mắt lên, lấy ra một bình nhỏ bằng bùn từ trên người, sau đó cẩn thận mở ra, lại lấy ra thêm ba gốc ngũ tuyến kim trùng thảo đưa cho hứa thanh nhưng ánh mắt hứa thanh lại tập trung vào trên cái bình nhỏ bằng bùn ngói bình thường mà nói tu sĩ sẽ thường sử dụng dụng cụ dung nạp là chai hoặc là ngọc thạch hoặc là kim loại cũng có người dùng đồ gỗ nhưng đồ đơn thuần được hình thành từ bùn ngói lại không thấy nhiều mà muốn bồi dưỡng ngũ tuyến kim trùng thảo phải có kim khí mới được điều này khiến cho hứa thanh có chút ngạc nhiên sau khi hắn cẩn thận xem xét liền phát hiện trên cái bình nhỏ bùn ngói kia lại mơ hồ có một tia khí tức lợi hại tràn ra bên trong nó dung nạp kim khí hứa thanh chỉ một ngón tay vào cái bình nhỏ tu sĩ đầu chọc nhìn lướt qua hứa thanh nhếch miệng cười một cái đạo hữu đây cũng không phải là kim khí bình thường mà là thượng trương canh kim khí tràn ra từ trong thái sơ ly u trụ lúc ta leo lên thái sơ ly u trụ thời vận bộc phát mà thu được khí này chỉ có thể dùng bùn ngói để dung nạp thông thường đều sẽ được cầm đi luyện khí sử dụng một lần duy nhất, nhưng ta bây giờ vẫn chưa có pháp khí tiện tay, cho nên tạm thời dùng nó để bồi dưỡng trùng thảo. Ngươi muốn mua sao, cái đồ chơi này hơi quý đấy, 50 vạn linh thạch. Tên tu sĩ đầu chọc liếm liếm bờ môi, gã nhìn ra người trước mắt hẳn là tu sĩ của tông môn, lúc trước mua sắm trùng thảo cũng không hề mặc cả, nhất định là người có tiền. Hứa thanh trầm ngâm, hắn đã từng nghe đội trưởng nói qua về các loại khí mà Thái Sơ liu trụ tràn ra, bên trong cũng bao hàm cả cái gọi là thượng trương canh kim khí này cái này khiến hắn nghĩ tới que sắt của mình. Vì vậy sau khi trầm ngâm, hứa thanh xuất ra ngọc giản, bày ra một bộ thái độ dò hỏi sau đó liền lắc đầu. Ta từng nghe ngóng qua rồi, nhiều năm như vậy nên người nhận được khí này không ít, ta ra giá nhiều nhất 5 vạn linh thạch, cao hơn sẽ không mua. Thân sắc của tu sĩ đầu chọc có chút không vui, dạo gần đây gã đang chuẩn bị đột phá trúc cơ ba đoàn mệnh hỏa, bước vào kim đan mở ra thiên cung, cho nên rất thiếu linh thạch để mua sắm đan dược, lại bởi vì cảm thấy hứa thanh có tiền cho nên mới khai giá. Nhưng giá mà hứa thanh trả lại khiến cho gã cảm thấy giống như đối phương đang đùa giỡn với mình vậy, vì vậy vừa muốn lắc đầu, nhưng lúc này hứa thanh liền liếc mắt qua tên đầu chọc, bỗng nhiên mở miệng. Ta còn có một khỏa uẩn cung đan, hứa thanh nói xong lấy ra một bình thuốc, đây là vật mà hắn mua sắm trước khi tấn cấp vào kim đan, về sau không dùng, giá trị vào khoảng 30 vạn linh thạch. Đan dược này có trợ giúp nhất định đối với việc tấn cấp thiên cung, và lại chỉ có đại tông mới bán ra, tán tu không cách nào mua sắm trực tiếp. Tên tu sĩ đầu chọc nghe xong, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, sau khi nhận lấy liền mở ra người một cái, khuôn mặt có chút rung động, do dự một phen, nhẹ gật đầu. Thành giao, nói xong gã đưa cái bình nhỏ bằng bùn ngói cho hứa thanh, sau đó lập tức thu dọn quầy hàng rời đi. Hứa thanh cầm lấy cái bình nhỏ bằng bùn ngói, thoáng dao động liền thu hồi, hắn dự định quay về nơi ở thử sử dụng một chút, thử xem nó có hữu hiệu đối với que sắt hay không trong lúc hắn đang đi về nơi cư trú của mình từ xa xa bên phía Thái Sơ Liêu trụ bỗng nhiên truyền đến từng trận âm thanh sôi trào Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía Thái Sơ Liêu trụ chống trời bên trên đang có người leo lên vị trí của người này đã vượt qua độ cao 500 trượng người này chính là vị Thiên Kiêu khi hắn vừa tới nhìn thấy cũng là Lý Tử Lương trong miệng những người vừa rồi là người đã nhiều lần thách thức Hứa Thanh nhưng đều bị Hứa Thanh bỏ qua giờ phút này gã đã vượt qua cực hạn lúc trước đã leo đến vị trí 600 trượng, dẫn tới không ít tu sĩ đứng gần Thái Sơ Ly U trụ nghị luận. Như Hoàng Nhất Khôn và một số thiên kiêu của Thất Huyết Đồng đều chỉ dừng lại ở vị trí trên 200 trượng. Bây giờ vô luận là liên minh bát tông hay là các tông khác, trong những người tới tham dự lần này, Lý Tử Lương chính là người leo lên vị trí cao nhất, trấn áp đệ tử các tông, trong khoảng thời gian ngắn cũng là người đứng trước đầu gió. Hứa thanh thần sắc như thường, thu hồi ánh mắt, hắn không có quan tâm việc này, cất bước đi về phía trước rời khỏi phường thị, Lúc cách trụ sở của Liên Minh Bát Tông càng lúc càng gần, Hứa Thanh bỗng nhìn thấy một chỗ đạo đàn. Trong Thái Sơ Ly U thành có rất nhiều đạo đàn, phần lớn đều là nơi giảng giải pháp môn tu hành, là do chấp kiếm đỉnh thống nhất bố trí. Thỉnh thoảng sẽ có chấp kiếm giả đích thân đến để giảng thuật, mặc dù không phải không cần trả phí, nhưng cũng sẽ thu một khối linh thạch làm để biểu trưng. Giờ phút này bên ngoài đạo đàn này có hơn 10 người tán tu, không phải rất nhiều, cho nên giảng thuật cũng không phải về phương pháp tu hành, mà là về đạo thảo mộc rất xa, từ bên trong đạo đàn bỗng truyền ra một giọng nói khàn khàn tăng thương. Thanh hà hoa lộ, lại có tên là thanh liên lộ, là thực vật hệ hoa súng, phối hợp phương pháp ôn hỏa đặc chế để lấy nước thơm, công năng ổn định phổi, trị ho ra máu. Kim Níu Thảo còn có tên, hứa thanh dừng chân, hắn vô cùng quen thuộc hai đoạn giảng giải này, đây chính là ghi chép bên trong điển tịch về dược thảo của hắn, một chữ cũng không kém. Tâm thần của hắn khẽ động, quay đầu nhìn sang, vừa liếc mắt nhìn qua, toàn bộ thân thể của hứa thanh liền chấn động trong mắt lộ ra tia sáng sáng ngời hắn thấy được một lão giả hơi gầy lão giả này mặc một bộ trường bào màu xám mặc dù bên trên mặt có rất nhiều nếp nhăn nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần bên trong còn lộ ra vẻ thâm sâu tựa như ẩn chứa cơ chí giọng nói thuần phát hiện ra ôn hòa rất giống bách đại sư nhưng lại không phải hai mắt hứa thanh hơi ảm đạm một chút đứng ở nơi đó nghe một hồi sau đó lặng lẽ rời khỏi chương 776, sự tình có khác thường một. Nếu so với phương Nam, thì trời ở phương Bắc sẽ tối sớm hơn một chút, hoàng hôn cũng là như thế. Tới vô cùng nhanh, đi cũng nhanh để thoái vị nhường cho đêm tối lên ngôi. Bởi vì tuyết trắng không thích ánh nắng, bởi vì bầu trời chán ghét hoàng hôn. Cho nên một ngày ở nơi này trôi qua rất nhanh, bầu trời lại biến thành một mảnh đen nhánh. Chỉ là đêm tối dài rằng rạc, hứa thanh đứng trước lều vải của mình ngóng nhìn đêm tối, nhìn về phía nam Hoàng Châu xa xa nơi đây cách nam hoàng châu rất xa xôi không biết bây giờ trần phi nguyên như thế nào còn có đình ngọc hiện giờ nàng thế nào có bọn họ có lẽ trước mộ phần lão sư sẽ không thiếu tế bái hứa thanh thì thào đi vào chiếc lều vải của mình sau đó liền khoanh chân ngồi than nhẹ một tiếng nhắm mắt lại hồi lâu sau những gợn sóng trong tâm hắn cũng bình tĩnh trở lại lúc này hắn mới lấy ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói hy vọng nó có thể hữu dụng hứa thanh để bình nhỏ bằng bùn ngói ở một bên lấy ra que sắt màu đen đã đi theo bên mình bao nhiêu năm tháng, tay phải khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Mỗi một chỗ hay mỗi một phần sắc bén của que sắt, hắn đều biết rõ, từng chi tiết nhỏ hắn đều nắm bắt. Tiên sinh giáo thư trong xóm nghèo đã từng nói qua, người càng lớn tuổi lại càng là nhớ tới mối quan hệ cũ, hứa thanh cảm thấy câu này không phải tuyệt đối cho lắm, bởi vì dù hắn không lớn tuổi, nhưng hắn lại rất hoài niệm. Vô luận là người cũ hay là vật cũ, chỉ cần đã từng trợ giúp hắn, hắn đều sẽ không quên mang theo cảm xúc như vậy, hứa thanh cúi đầu mở ra chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói, cầm que sắt màu đen đưa vào trong miệng bình. Rất nhanh, hứa thanh liền cảm nhận được bên trong chiếc bình nhỏ bằng bùn ngói này tràn ra một tia sương mù màu vàng. Tia sương mù này tung bay, dần dần chui vào bên trong que sắt màu đen, nhưng cũng có bộ phần lại vần quanh trên dưới que sắt, quấn lấy từng vòng và chậm rãi bồi dưỡng. Quá trình này không ngắn, trôi qua tận một đêm, cho đến khi trời bên ngoài còn chưa tờ mờ sáng, Toàn bộ xương mù màu vàng quấn quanh trên que sắt màu đen đều tiêu tán. Chúng nó dung nhập toàn bộ vào bên trong que sắt màu đen. Hứa Thanh lấy que sắt ra để trước mắt, cẩn thận quan sát rất nghiêm túc, cho đến khi hoàn toàn dò xét toàn bộ, thần sắc Hứa Thanh mới hiện ra vẻ vui vẻ. Trong một đêm, vài đạo vết nứt mà que sắt màu đen từng xuất hiện đã được chữa trị hơn phân nửa, quan trọng nhất là chất liệu bản thân của nó đã dần không giống với trước đây. Giống như đã được luyện chế lại một lần. Về điểm này lão tổ Kim Cương Tông càng có quyền lên tiếng, cho nên Hứa Thanh liền triệu hoán lão ra, khi lão tổ Kim Cương Tông nhìn thấy một màn này, cũng cảm thụ vô cùng nghiêm túc một phen, cuối cùng xác định và mở miệng. "Chủ tử, ta có thể cảm nhận được chất liệu của que sắt đang thay đổi, giống như tu sĩ tấn cấp vậy, nó cũng đang tấn cấp, cứ tiếp tục như vậy nó sẽ xuất hiện thuế biến, từ trọng bảo biến thành pháp khí, lại bởi vì đã từng được ta gia trì qua, cho nên một khi trở thành pháp khí, uy lực của nó cũng sẽ không kém chút nào so với linh khí." thậm chí có thể nói nó là linh khí rồi, nhưng cũng cần phải bồi dưỡng nhiều hơn mới được. Hứa thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra suy tư. Loại thượng trương canh kim khí này giá cả rất quý, nhưng có thể mua được, dĩ nhiên đây cũng là phương thức thu hoạch đơn giản nhất, nhưng mà hứa thanh cảm thấy có lẽ số lượng bán ra bên ngoài sẽ không nhiều. Trước mắt cứ tìm xem, mặt khác gần đây ta cũng muốn đi tới Thái Sơ Li trụ một chuyến, thử xem có thể thu được loại thượng trương canh kim khí này hay không. Hứa thanh hạ quyết tâm trong lòng, cẩn thận thu hồi que sắt màu đen rồi nhắm mắt đả tọa. Thoáng sau bầu trời liền sáng rõ, Hứa Thanh mở mắt đi ra ngoài, tìm kiếm thượng trương canh kim khí trong toàn bộ phường thị ở thành trì. Đích xác như hắn phán đoán, mặc dù không phải là không ai bán loại khí kỳ dị đến từ Thái Sơ Ly U trụ này, nhưng số lượng chính xác là rất ít, có thể đếm được trên bàn tay, Hứa Thanh tìm cả ngày mới được ba sợi. Dựa theo phân tích của hắn, muốn que sắt màu đen hoàn thành tấn cấp, hắn cần ít nhất 30 sợi. Mang theo ý nghĩ như vậy, theo hoàng hôn sắp đến, trên đường hứa thanh đi về nơi cư trú, hắn lần nữa thấy được cái đạo đàn kia, thấy được lão giả khoanh chân phía trên, nghe được đạo về thảo mộc từ trong miệng của lão giả. Giả thi khiên nghiêu, lại tên là độc sơn căn ban cư cúc, là thực vật họ cúc, tế mạch ban cư cúc, có thân và dây dài, gốc dây bằng gỗ, sống ở thi âm sơn câu, bên dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng. Thanh âm tang thương vang vọng bốn phương, chỉ là số lượng tu sĩ bên ngoài đạo đàn đã ít hơn so với hôm qua, hôm nay chỉ có mười mấy người. Hứa Thanh nghe một hồi sau đó lặng lẽ rời đi, lần này trước khi đi hắn thanh toán một khối linh thạch. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất nhanh lại trôi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này đệ tử các tông của nhân tộc đi đến Thái Sơ Ly U trụ càng ngày càng nhiều, khiến cho thành Thái Sơ thành cũng càng thêm náo nhiệt, và lại cũng có thêm không ít tu sĩ leo lên Thái Sơ Ly U trụ. Chỉ là vị trí đệ nhất trên bảng xếp hạng vẫn như cũ là Lý Tử Lương của Thái Ti Tiên môn, độ cao của gã đã sắp đạt đến mức 800 trượng, nhưng càng tăng lên hình như lại càng khó khăn. Tính đến lúc này, Lý Tử Lương cũng đã gửi chiến thư thêm ba lượt tới liên minh, người bị thách thức vẫn là Hứa Thanh. Hứa Thanh bỏ qua, trong khoảng thời gian này ngoại trừ thỉnh thoảng thu mua một chút thượng trương canh kim khí, phần lớn thời gian của hắn đều đặt chân ở chỗ đạo đàn, mỗi ngày khi trở về hắn đều ngừng chân đứng ở đây một lúc, đây cũng đã trở thành một loại thói quen của hắn. Cho đến khi hắn nghe lão giả kia bắt đầu giảng thuật phương pháp luyện đan, hắn dứt khoát ngồi ở bên cạnh đạo đàn để lắng nghe. Năm đó Bách Đại Sư chỉ truyền thụ cho hắn về thảo mộc, còn luyện đan thì lại không truyền thụ nhiều lắm, tất cả đều là hứa thanh tự mình chậm rãi tìm tòi và tự học mà thành. Mặc dù cũng có một ít thành tích, nhưng tổng thể mà nói hứa thanh vẫn có chút thiếu khuyết về mặt luyện đan, vì vậy hắn nghe rất nghiêm túc, cuộc sống của hắn cứ bình tĩnh trôi qua như vậy, nhiều khi điều này khiến cho hứa thanh có chút hoảng hốt, hắn cảm giác tựa như mình lại trở về trong danh địa thập hoang giả. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được lão giả có dung mạo xấu xí kia hẳn là có tạo nghệ đan đạo cực cao, bởi vì rất nhiều điểm mấu chốt, đối phương thường thường chỉ nói một câu là hứa thanh sẽ có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. chương 777, sự tình có khác thường hai Trên thực tế, phương pháp chuyển hóa âm dương lưỡng cực chỉ là phương pháp thứ nhất, đan đạo sâu xa bao la, đến bây giờ nhân tộc đã có hơn 6.000 loại thủ pháp luyện đan. Ta không tôn sùng việc truyền thụ những loại thủ pháp luyện đan này, bởi vì đây chỉ là thủ pháp bên ngoài, cho nên ta tối đa cũng chỉ truyền thụ thuật chuyển hóa âm dương lưỡng cực, bởi vì pháp này không phải là luyện chế, mà là một loại vận dụng đối với thảo mộc. Các ngươi nhớ lấy, đạo có ngàn vạn, nhưng đạo chung quy chỉ có một, là quy nhất. Cho nên thứ trọng yếu nhất của đan đạo là căn bản, về sau các ngươi cần tự mình cân nhắc thủ pháp thích hợp, dẫu sau khi kết hợp các loại thủ pháp đơn giản nhất lại với nhau, cũng có hữu hiệu tương tự. Mà cái gọi là luyện chế, trên thực tế theo Lão Phu xem ra, cũng là vì tìm phương pháp điều phối và làm như thế nào để dược hiệu của thảo mộc được kích phát mà thôi những phương pháp này tuy gọi là thuật luyện đan nhưng ta hy vọng tu sĩ nhân tộc nghe đan pháp của ta có thể biết được cái bản chất như thế tương lai mới có thành tựu hứa thanh nghe hết thảy và thần sắc có chút hoảng hốt trong lúc mơ hồ lão giả trước mắt này tựa như đã trở thành bách đại sư hắn theo bản năng ngồi thật nghiêm chỉnh theo bản năng nhớ kỹ tất cả đồng thời trong khi học tập hắn cũng dần dần cảm thấy càng thêm thông thấu hơn đối với đan đạo đối với thảo mộc bản thân hắn đã có tạo nghệ về thảo mộc và đan đạo bây giờ rõ ràng lại tăng lên đã có một bộ hệ thống để trèo chống. căn bản nền tảng của hắn đã được bách đại sư rèn luyện cực kỳ kiên cố. sau đó hắn tự học hỗn tạp, dần dần trở nên hỗn loạn. tất cả đều dựa vào nền tảng căn bản vốn có của hắn, cùng với sự chuyên chú với độc đạo, cho nên mới miễn cưỡng duy trì hệ thống đan đạo của hắn không bị sụp đổ. còn lần học tập này khiến cho Hứa Thanh tựa như một người đi trong sương mù gặp được ngọn đèn vậy, khiến cho đan đạo trong lòng hắn chậm rãi có một phương hướng. Dựa theo những gì thất gia nói trong lần mang hắn đi tới Quỷ Đế Sơn, bây giờ trong lòng Hứa Thanh lần nữa đưa đến một thần, một thần chiếu sáng phương hướng đan đạo cho hắn. Điều này khiến cho Hứa Thanh rất là vui vẻ, đã rất lâu hắn không vui vẻ như vậy rồi. Loại tăng lên về phương diện tri thức này khiến cho Hứa Thanh có một loại cảm giác được tăng cường, chỉ là vẫn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện bất kỳ xuất ý, khiến cho việc học tập của Hứa Thanh bị cắt đứt. Có một việc cần hắn đi xử lý nguyên nhân gây ra việc này là một chút mâu thuẫn không hề nghiêm trọng đệ tử huyền u tông và thất huyết đồng của liên minh bát tông không biết vì sao mà đã phát sinh xung đột với đệ tử của thái ti tiên môn thật ra chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút quan hệ cùng hứa thanh trong khoảng thời gian này hắn lần lượt bỏ qua thách thức tử lý tử lương của thái ti tiên môn khiến cho bên ngoài có rất nhiều tin đồn những loại đồn đãi hay ngôn luận này tự nhiên sẽ làm cho trong lòng đệ tử liên minh bát tông không thoải mái vì vậy xung đột liền xuất hiện đây là việc rất khó tránh khỏi lần này chính là như vậy mấy người đệ tử của huyền u tông và thất huyết đồng xung đột ở chỗ thái ti tiên môn bị lý tử lương của thái ti tiên môn ra tay giam giữ và lại ra tay cũng rất nặng gã cũng báo lại cho liên minh bát tông biết chỉ có để cho hứa thanh tới bồi tội mới có thể dẫn người đi đây rõ ràng là muốn bước hứa thanh giao thủ cùng gã việc này rất nhanh liền truyền ra khắp nơi khiến cho phần lớn đệ tử các tông ở thái sơ ly u trụ đều biết được nhào nhào mang theo tâm tính xem náo nhiệt chú ý tới việc này dẫu sao thì trước giờ hứa thanh đều không chấp nhận thách thức người không biết hứa thanh nhìn vào sẽ thấy rằng đây là hành vi nhu nhược tránh chiến mà cách làm của lý tử lương lúc này rất tuyệt bọn họ muốn nhìn xem hứa thanh sẽ còn tiếp tục trốn tránh nữa hay không có chút phiền sau khi hứa thanh biết rõ việc này liền nhíu mày tự nhiên hắn không phiền về đệ tử của liên minh mà là tên lý tử lương của thái ti tiên môn kia hứa thanh rất rõ ràng tâm tư của đối phương đối phương đang muốn dùng hắn để lập uy khiến cho chấp kiếm giả chú ý có thể nói là tâm tư này cũng không sai, nhưng nếu vì đạt thành mục đích mà giam giữ người khác, bước chiến thì có chút hơi quá đáng, mà một khi sự tình có chút hơi quá, liền đại biểu có sự tình khác thường. Nếu sự tình khác thường, thì hứa thanh sẽ suy nghĩ sâu xa hơn. Ví dụ như đối phương nhiều lần thách thức, phải chăng còn có mục đích nào khác? Nhưng bất luận đối phương có mục đích gì, mà hình như đối phương còn chưa chuẩn bị tốt cho lắm, cho nên chỉ ép mình tiếp nhận thách thức chứ không phải là chiến sinh tử điều này khiến cho hứa thanh cảm thấy đại khái đối phương đang muốn thăm dò thực lực của mình. Mà vô luận là trong xóm nghèo hay là trong danh địa thập hoang giả, hoặc là phương pháp xử lý mà hắn học được ở trong tông môn, khi gặp phải tình huống như vậy, phương pháp xử lý của hứa thanh chỉ có một. Đó chính là không cho đối phương có cơ hội xuất thủ lần thứ hai, trong lần đầu tiên là đánh giết đối phương. Hắn không thích nhất việc sau khi đánh xong mà không thể giết, dẫu sao thì từ phân tích xem ra, đại khái phần ác ý của đối phương sẽ vì thất bại mà mãi tồn tại, tình huống như vậy nhất định sẽ kết xuống cửu hận lâu dài. Đối phương vẫn còn có thể tiếp tục phát triển, hứa thanh sẽ cảm thấy đây là một tai họa ngầm, hậu hoạn về sau. Vì vậy hứa thanh lấy ra ngọc giản, truyền âm hỏi lão tổ. Lão tổ, trong phạm vi thái sơ lưu trụ không cho phép giết người, phạm vi này là toàn cảnh, hay là chỉ trong tòa thành này? Sau một lúc lâu, lão tổ âm u đáp lại, tòa thành này, tiểu tử ngươi, được rồi, ngươi cứ tự nhận định rồi làm đi. Hứa thanh gật đầu, chắp tay về phía lão giả đang giảng giải về thảo mộc trong đạo đàn, hắn biết rõ đối phương sẽ không chú ý, bởi vì trong khoảng thời gian này lão giả chỉ giảng thuật, chưa từng hỏi hay chú ý tới bất kỳ người nào phía dưới. Nhưng Hứa Thanh là người rất xem trọng lễ tiết, cho nên giờ phút này hắn vẫn cúi đầu một cái với đối phương, sau đó thân thể khẽ nhoáng một cái bay thẳng đến bầu trời, tốc độ nhanh như bôn lôi, trực tiếp đã đến bên ngoài thành trì, đứng trên không trung, nhàn nhạt truyền ra giọng nói. Lý Tử Lương, chiến sinh tử, ngươi tiếp hay không? giọng hắn vừa ra, toàn bộ đệ tử các tông trong Thái Sơ Thành lập tức trở nên xôn xao. chương 778, chủng niệm một. lời của hứa thanh giống như là thiên lôi, nổ tung vang vọng khắp Thái Sơ Thành. Toàn bộ tu sĩ nghe được lập tức chấn động tâm thần, nhất là những đệ tử các tông kia lại càng là như vậy. Thật sự là trong Thái Sơ Thành đã quá lâu không xuất hiện loại cuộc chiến sinh tử này rồi. Có thể hiểu như thế này, việc đệ tử các tông thách thức lẫn nhau trong thành là do tất cả mọi người đều đồng tình, dẫu sao tất cả đều là thiên kiêu của nhân tộc, hội tụ nhiều người như vậy ở cùng một chỗ tất nhiên sẽ khó tránh khỏi có ý niệm phân tranh cao thấp. Hơn nữa quy tắc của chấp kiếm đình càng khiến cho sự tình thách thức này biến thành lặp lại nhiều lần, trong khoảng thời gian này từng tông đều xuất hiện tình trạng bị thách thức hoặc là đi thách thức. Nhưng từ trước tới giờ, trong khi gần tới thời điểm thí luyện chấp kiếm giả, chưa từng xuất hiện qua cuộc chiến sinh tử, kể từ đó lời của hứa thanh vừa nói, tự nhiên giống như sấm xét đối với tất cả mọi người vậy. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, Hứa Thanh một mực tránh chiến, bị rất nhiều người nghị luận riêng rằng là một người nhu nhược, bây giờ vừa mới mở miệng liền sát phạt thế này. Điểm này vượt qua quá nhiều dự kiến của nhiều người. Ngoan độc, đây là không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải có người chết sao? Lúc trước ta còn đang nghĩ tại sao Hứa Thanh này thân là đạo tử, thế mà lại có thể nhu nhược như vậy, bây giờ như thế này thì có thể hiểu được rồi. Còn khó mà nói, hy vọng Hứa Thanh này không phải tự tìm đường chết, tên Lý Tử Lương kia cũng không hề đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi không ngừng nghị luận, rất nhiều tu sĩ bay lên trên không, đồng loạt nhìn về phía Thái Ti Tiên môn, tất cả đều đến xem Lý Tử Lương có ứng chiến hay không. Trong đám người bay lên có cả đệ tử của Liên Minh. Đối với tu sĩ Liên Minh mà nói, bọn họ tương đối hiểu rõ về Hứa Thanh, lúc này trái tim mọi người nổi lên một trận thoải mái, mà đệ tử của Thất Huyết đồng lại càng như vậy. Mà việc này rất nhanh liền khiến càng lúc càng nhiều người chú ý, thân ảnh bay ra cũng là như vậy, càng lúc càng nhiều Toàn bộ đều đang chờ đợi Lý Tử Lương đưa ra câu trả lời thuyết phục. Ngay cả người đang leo lên Thái Sơ Lì U trụ cũng đều nhao nhao hạ xuống, chú ý tới một trận chiến này, có thể nói trong thời gian ngắn, một câu của Hứa Thanh liền trực tiếp khiến vạn chúng tập trung nhìn tới. Bởi vì Hứa Thanh thân là người hưởng đãi ngộ đạo tử của Liên Minh Bát Tông, thân phận và địa vị của cái đãi ngộ đạo tử này không hề tầm thường. Mà Lý Tử Lương cũng giống như thế, mặc dù gã không phải đạo tử của Thái Ti Tiên môn, nhưng bản thân cũng có danh khí cực lớn. Mặt khác trong khoảng thời gian gần đây, Lý Tử Lương này cũng là một người đứng trên đầu ngọn gió, tất cả những lời mời thách thức cùng người bị gã thách thức, gã đều nhẹ nhõm chiến thắng, chiến lược bốn cung rất là kinh người, đồng thời cũng là người một mực giữ được độ cao cao nhất trên Thái Sơ Li U trụ trong những người tham dự thí luyện lần này. Thậm chí có một chút chấp kiếm giả cũng đã chú ý tới gã, kể từ đó, trận giao chiến của gã cùng với hứa thanh tự nhiên sẽ trở thành một điểm nóng. Trong khi vô số ánh mắt hội tụ tới, bên trong Thái Ti Tiên Môn thần sắc Lý Tử Lương như thường, trong mắt lóe lên hàn mang, vừa có nắm chắc nhưng cũng có chút do dự. Người ở phía ngoài không biết hứa thanh, nhưng gã đã chuyên môn chú ý tới hứa thanh, tất nhiên biết được đối phương không đơn giản. Nếu không phải cuộc chiến sinh tử, gã sẽ không có bất luận do dự gì, dẫu sao thì vô luận như thế nào cũng không nguy cơ sinh tử, gã có thể phóng tay đánh cược một lần. Và lại gã cũng cảm thấy mình đại khái có khả năng thắng. Mà khi giao chiến cùng hứa thanh sẽ khiến càng nhiều người chú ý hơn nữa, dù sao thì địa vị của đối phương ở trong liên minh bát tông cũng rất cao, nếu gã thắng được liền có thể áp chế đối phương, nhảy lên một bước. Cũng thu được rất nhiều thanh danh, đồng thời sự tài hoa của gã cũng sẽ được biểu hiện ra, cũng sẽ có thêm nhiều khả năng hấp dẫn sự chú ý của chấp kiếm đỉnh hơn, từ đó bí mật tăng thêm điểm cho mình trong lần thí luyện này. Quan trọng nhất là có người cho đồng ý cho gã chỗ tốt rất lớn, để gã mượn cơ hội này thăm dò sâu cạn của Hứa Thanh một chút. Tất nhiên gã biết rõ người nọ làm như vậy là vì coi trọng mệnh đăng của hứa thanh. Mà với thói quen của người nọ, mỗi một lần ra tay đều sẽ kín đáo vô cùng, theo đuổi đạo một khi ra tay liền tất thắng. Trên thực tế thì Lý Tử Lương gã cũng rất coi trọng mệnh đăng của hứa thanh. Nhưng bây giờ gã vẫn còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên nếu như là cuộc chiến sinh tử mà nói. Gã có chút do dự, nơi đây không phải thái ti tiên môn, thật sự đi tới đó chấp nhận cuộc chiến sinh tử, nhiều người nhìn như vậy, thái ti tiên môn cũng tốt, liên minh cũng được, đều không thể nào che chở. Bất quá nghĩ đến mình có bốn tòa thiên cung, chiến lực cường hãn, mà căn cứ tình báo thì hứa thanh bên kia chỉ là ba tòa thiên cung. Coi như là có công pháp hoàng cấp, cũng chỉ là tương đối cùng mình. Cuộc chiến sinh tử, nếu như chém hắn, vậy thì khi ta đoạt lấy mệnh đăng của hắn, liên minh bát tông cùng người nọ cũng sẽ không dám nói gì. Nhưng hứa thanh này dám đứng ra kêu gọi chiến sinh tử, vậy nhất định là có chỗ nắm chắc, một trận chiến này, kết quả khó mà nói. Lý Tử Lương không ngốc, gã phân tích vô cùng thấu triệt, chỉ là bây giờ gã hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Dẫu sao lúc trước gã đã nhiều lần đưa ra thách thức, nếu như khi đối phương đưa ra cuộc chiến sinh tử gã liền không dám tiếp, vậy nhất định sẽ không còn thể diện gì nữa, tất cả những sự coi trọng mà gã từng kiếm được cũng sẽ lập tức tiêu tán. Tuy có nguy hiểm không biết, nhưng cũng là một cơ hội. Huống hồ đòn sát thủ của ta, ngoại trừ tên âm hiểu xảo trá, lại có tâm trí lãnh khốc gần như đã mất sạch nhân tính Trương Ti vận kia ra đến bây giờ ta vẫn không gặp phải người thứ hai có thể tránh thoát thời gian lý tử lương trầm ngâm hơi lâu nghị luận phía ngoài cũng dần dần nhiều hơn theo các loại tin đồn mơ hồ vang vọng trong mắt lý tử lương lóe lên sát cơ gã biết mình không thể do dự nữa rồi lúc này bỗng cười lạnh một tiếng hứa thanh chính người muốn chết đừng trách ta thân thể gã nhoáng một cái bỗng nhiên bay ra một khắc bước lên bầu trời ánh mắt của vô số tu sĩ trong thái sơ thành trực tiếp ngưng tụ nhìn qua chương 779, chủng niệm 2. Dưới ánh mắt của vạn chúng nhìn tới, cả người Lý Tử Lương hóa thành một đạo cầu vồng, bay thẳng đến vị trí hứa thanh đứng. Xa xa, gã thấy được hứa thanh đứng giữa không trung ngoài thành trì. Trên người mặc một bộ tử sam, tóc dài, dung nhan yêu dị, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt bình tĩnh. Tất cả điều này khiến cho ánh mắt Lý Tử Lương nheo lại, tốc độ không giảm bay thẳng đến hứa thanh, mà ngay vào lúc gã sắp lao ra khỏi thành trì, tốc độ của gã bỗng nhiên trở nên nhanh hơn, thế mà lại bộc phát ra tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc trước. Thời điểm gã đến vốn đã dùng một tốc độ rất nhanh, bây giờ đột nhiên lại bộc phát, lập tức tạo thành một loại cảm giác xuất kỳ bất ý, nhất là gã còn chưa từng thể hiện ra loại tốc độ này khi xuất thủ cùng những người khác. Giờ phút này dưới tốc độ tăng vọt, cả người gã lập tức hóa thành tàn ảnh, nháy mắt liền lao ra thành chỉ tới gần hứa thanh, tay phải dơ lên chợt nhấn một cái. Phía sau lưng gã liền biến ảo hiện ra bốn tòa thiên cung tạo hình của bốn tòa thiên cung tương tự khác biệt cùng thiên cung tầm thường khác, hình dạng giống như một cái thang, toàn thân đều là thủy tinh chế tạo, phía trên tràn đầy phù văn, tràn ra quang mang rực rỡ. Giờ phút này theo Lý Tử Lương giơ tay lên, bốn tòa thiên cung này lập tức nổ vang, trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu Hứa Thanh. Tất cả thiên cung chồng chất lại với nhau, từ xa nhìn lại thấy bốn tòa thiên cung điệp ra, tựa như tạo thành một tòa bảo tháp bằng thủy tinh. Nháy mắt liền trấn áp về phía Hứa Thanh, tất cả những thứ này đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Phối hợp với tốc độ của Lý Tử Lương, liền tạo thành một đòn sát thủ. Mà ngay một khắc hạ xuống, Lý Tử Lương bỗng nhiên tản ra thần niệm truyền âm về phía Hứa Thanh, nói một câu mà chỉ có Hứa Thanh có thể nghe được. "Hứa Thanh, ta đã tìm ngươi rất lâu, cừu hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ ta hay không?" Những lời này vang vọng trong nội tâm của Hứa Thanh, Hứa Thanh mặt không cảm xúc, hắn không biết đối phương cũng xác định chưa từng thấy qua, nói theo cách khác nếu như đối phương quả thực có cừu hận cùng mình. Vậy tên đối phương đã được khắc lên thẻ che từ sớm rồi. Cho nên hắn không hề quan tâm tới lời nói của đối phương, mà giờ khắc này bốn tòa thiên cung phía trên cũng đã gào thét rơi tới, hung hăng đập về phía hắn, lực lượng kim đan bốn cung, toàn diện bộc phát. Trong khoảnh khắc bát phương chấn động, bốn tòa thiên cung hình thành bảo tháp bao phủ thân ảnh của Hứa Thanh. Ở trên tràn ra vô số tia chớp kết nối cùng đại địa, tựa như lôi kéo nhau, thoạt nhìn rất là kinh người, đồng thời tốc độ của tòa bảo tháp này rơi xuống đại địa cũng lại càng mau hơn nhưng trong nháy mắt tiếp theo tòa bảo tháp này lại chợt dừng lại trên không trung toàn thân rung động lắc lư sau đó giữa không trung liền vang ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tòa bảo tháp cấp tốc tan vỡ hóa thành vô số khối vụn bắn ra khắp bốn phương bên trong hiện ra thân ảnh ngứa thanh hắn đứng ở giữa không trung cùng với chín tầng sóng lớn dữ dội ở chung quanh sóng biển một đợt tiếp một đợt ầm ầm khuếch tán về bát phương hứa thanh đứng trên sóng biển giống như một vị hải thần Phía sau còn có một tiếng gào thét truyền ra, sau lưng Hứa Thanh, bên trên từng lớp sóng biển, một con kim ô tựa như một mặt trời bay lên từ trên biển, tràn ra quang mang màu vàng phía trên Hứa Thanh. Thân hình của nó ở trong kim quang, mặc dù một thân màu đen nhưng đuôi phượng đã mọc ra tới 19 chiếc lại bay múa khắp bát phương, những nơi lướt qua thiên địa biến thành từng mảnh thiêu đốt, lông phượng bay khắp thiên địa. Lý Tử Lương biến sắc, gã biết Hứa Thanh rất mạnh, nhưng cho đến giờ khắc này khi cả hai giao thủ gã mới chính thức cảm nhận được lực lượng cuồng bạo trên người hứa thanh. Hứa thanh cho gã cảm giác mặc dù chiến lực vẫn là bốn cung, nhưng lại đến gần vô hạn năm cung. Đáng chết, tại sao câu chuyện âm lúc trước của ta lại không gieo xuống bất kỳ một ý niệm nghi ngờ nào ở trong lòng của hắn. Hầu như ngay một cái chớp mắt khi gã nhìn về phía hứa thanh, hứa thanh liền động thủ. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đạp trên sóng biển lao thẳng đến Lý Tử Lương, kim ô dương cánh, sóng giữ hộ tống. Con người của Lý Tử Lương co rút lại, Thân thể cấp tốc rút lui, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tiên pháp, Chân Linh Băng Mâu. Bốn phía bỗng huyễn hóa ra từng thanh băng mâu, gào thét bắn về phía Hứa Thanh, những ngọn băng mâu này, bất kỳ một ngọn nào đều tản mát ra ánh sáng rực rỡ giống như thủy tinh. Những ngọn băng mâu bay tới ngăn cản Hứa Thanh, nhưng bị kim ô của Hứa Thanh toái diệt. Tiên pháp, Hỏa Viêm Chi Triệu. Trong chốc lát bát phương bỗng hình thành một biển lửa, hóa thành một bàn tay hỏa diễm thật lớn, quét ngang về phía Hứa Thanh muốn thử lần nữa ngăn cản hứa thanh, nhưng lại bị sóng giữ bao phủ. Tiên Pháp, tứ cung chi quái. Giờ phút này, toàn bộ những khối thiên cung đã vỡ vụn trên bầu trời bỗng nhiên mơ hồ tiêu tán, trên không trung lại tiếp tục biến ảo hiện ra bốn tòa thiên cung, xếp đặt lại với nhau, hai tòa song song phía trước và hai tòa dựng thẳng ra phía sau. Tựa như xếp thành tàn quẻ, ngăn cản phía trước hứa thanh, giống như đang phân tích và suy diễn hắn. Vẫn không kết thúc, Lý Tử Lương phất tay và phía dưới hứa thanh lập tức xuất hiện một mặt tấm gương cực lớn. Đây là một tấm gương hư ảo, trong mặt gương hiện ra vô số thân ảnh mơ hồ không nhìn rõ, nhưng trong đó giống như có được một chút lực lượng kỳ dị, khiến ánh mắt người khác không tự chủ được nhìn vào, càng không nhìn rõ lại càng muốn nhìn. Làm xong những thứ này, Lý Tử Lương giơ tay phải lên, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết tựa như đang tính toán cái gì. Đông đảo những thân ảnh huyễn hóa ra trong gương cũng bắt đầu từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh dùng một quyền đánh vỡ những tòa thiên cung kia. Lúc này thần sắc của Lý Tử Lương cũng bỗng nhiên đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt bày ra vẻ không cách nào tin, nhìn về phía Hứa Thanh, thất thanh la lên: "Ta biết rõ tại sao ngươi không biết ta rồi, trên người của ngươi." Ngươi rõ ràng bị, gã vừa nói vừa bày ra thái độ giống như gặp quỷ vậy, bỗng nhiên quay người chợt bỏ chạy về phía xa xa. Ngay khi gã bỏ chạy, Hứa Thanh ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, thần sắc bình tĩnh, tay phải bỗng nhiên giơ lên chộp một cái. Nhưng hướng mà hứa thanh chộp lại không phải là phía mà Lý Tử Lương bỏ chạy, mà là phía sau mình. tám 780, đánh một trận lập uy một Trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang, theo tay phải dơ lên về phía sau, lập tức có một thân ảnh bị hắn một phát chụp được cổ, kéo ra từ trong hư vô. Thân ảnh kia ra sức vùng vẫy nhưng lại vô ích, trong nháy mắt tiếp theo liền lộ ra hình dáng rõ ràng, vậy mà lại là Lý Tử Lương, chỉ là sắc mặt gã đang nhanh chóng biến thành màu đen. Tay hứa thanh có độc. Một khắc khi hắn động tới Lý Tử Lương, đối phương lập tức trúng độc khiến thân thể đang trở nên hư thối. Mà giờ khắc này một Lý Tử Lương khác đang bỏ chạy xa xa kia bỗng nhiên trở nên mơ hồ, tiêu tán. Làm sao ngươi biết ta ở trong chỗ này? Điều đó không có khả năng. Hơn nữa tại sao tâm thần của ngươi đến bây giờ đều không xuất hiện bất luận ý niệm nghi ngờ nào, ngươi? Ngươi đến cùng đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, tại sao lại có thể có tâm trí kiên định như thế? Lý Tử Lương bị hứa thanh túm lấy cổ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cùng không cách nào tin, thất thanh la lên. Thật sự là một màn vừa rồi, nếu như đổi thành những đối thủ mà gã đã từng gặp phải, phần lớn người sau khi nghe xong lời của gã thì thần sắc sẽ có chút biến hóa, liều lĩnh đổi theo để giết người diệt khẩu, dẫu sao thì mỗi người đều có bí mật riêng của mình, mà bây giờ bí mật rõ ràng bị người ta tìm ra được. Đồng thời trong lời nói kia cũng đã ẩn giấu đi phần đầu và đuôi, khiến cho người ta vừa nghe liền tràn đầy nghi ngờ người bên ngoài sau khi nghe xong sẽ theo bản năng mà hiện lên tạp niệm trong lòng, sau đó liền đặt lực chú ý ở trên thân ảnh bỏ chạy phía trước kia, đuổi theo để chém giết. Mà cái này, chính là mục đích của gã. Lý Tử Lương không hề có bất kỳ năng lực suy diễn nào cả, cũng không hề biết chút quẻ pháp nào, nhưng pháp thuật của Thái Ti Tiên Môn rất thần bí, lấy ý cảnh là chủ yếu. Nhưng gã vẫn chưa có tu ra ý cảnh, gã chỉ tu đến trình độ ý niệm. Cái gọi là ý niệm không phải là ở mặt chữ, mà càng thêm phức tạp, một ý trong chữ đã bao quát rất nhiều cảm xúc. Chuẩn xác mà nói, thứ gã tu hành chính là ý niệm nghi ngờ, hễ là người đối địch cùng gã, khi trong lòng nổi lên nghi ngờ, như vậy thì ý niệm nghi ngờ liền bị gã lập tức cảm ứng được, cũng hóa thành đòn sát thủ của bản thân gã, có thể làm cho linh hồn địch nhân tự thiêu. Trước kia gã đã dùng chiêu này giết không ít người, ngoại trừ đối mặt với đạo tử Trương Ti vận ra, thì khi gã áp dụng với tất cả những người bên ngoài đều rất thuận lợi. Gã tưởng rằng hôm nay cũng sẽ như vậy, chỉ cần trong lòng Hứa Thanh xuất hiện một chút tạp niệm, gã có thể triển khai đòn sát thủ của bản thân, chỉ cần Hứa Thanh xông ra đặt mục tiêu vào phân thân của gã, vậy gã có thể bí mật ra tay, phối hợp với đòn sát thủ để hình thành một chiêu tuyệt sát. Nhưng hôm nay, gã đã gặp lần thất bại thứ hai. Lần đầu tiên gã còn có thể sống, nhưng lần thứ hai này, gã sống không được. Hứa Thanh cũng không có thói quen giải thích cho địch nhân, giờ phút này mặc kệ lý tử lương vùng vẫy và hư thối, tay phải của hắn lập tức trở nên trong suốt trực tiếp xâm nhập vào trong thiên cung của đối phương, một chảo xuống dưới và bốn khỏa kim đan bộ dáng thủy tinh bị hắn trực tiếp lấy ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp bát phương, nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập đến, trong mắt Lý Tử Lương lộ ra vẻ tuyệt vọng, vội vàng mở miệng. Có người kêu ta thăm dò ngươi, cho nên lúc trước ta mới nhiều lần thách thức ngươi, hứa thanh, ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết người đó là ai. Thần sắc hứa thanh bình tĩnh, tay trái biến ảo ra một con dao găm, một dao cắt đứt cổ Lý Tử Lương. Máu tươi văng khắp nơi, chảy xuống từng dòng và bay lên từng trận xương trắng. Từng giọt máu tươi vẩy lên vạt áo, tung bay khắp cả vùng đất, so với mặt đất tuyết màu trắng, thì một bãi máu đỏ xuất hiện rất là bắt mắt. Lý Tử Lương che cổ, ngơ ngác nhìn hứa thanh, trong mắt mang theo vẻ không cách nào tin, hình như gã nghĩ mãi cũng không rõ, tại sao hứa thanh lại không vì lời mình nói mà thu tay lại. Nếu đổi thành người khác, giờ phút này ít nhất cũng phải hỏi một câu. Tuy rằng gã không dám nói ra tên kia là ai, nhưng gã có thể cố làm ra vẻ huyền bí, nói ra tên của người khác để dẫn đi mầm tai vạ. Và lại gã cũng đã nghĩ ra tên của người thay thế này, ví dụ như phụ thân của Thánh Quân Tử, ví dụ như đồng môn của Hứa Thanh. Nếu như thành công là tốt nhất, không thành công cũng có thể dùng cái này để đổi lấy sự nghi ngờ của đối phương, từ đó hoàn thành đòn tuyệt sát mà gã vẫn chưa thi triển được từ khi chiến đấu tới giờ. Nhưng Hứa Thanh lại không có bất kỳ ý nghĩ muốn nghe nào cả, để cho hết thảy tính toán của gã trở thành công cốc vì vậy giờ phút này trong mắt của gã lập tức hiện ra oán độc nhưng oán độc này không có gốc rễ cuối cùng theo thân hình ngã xuống hết thảy oán độc đã biến thành hận gã đã cảm thấy hối hận gã hối hận không nên tham lam chỗ tốt người nọ đưa ra giúp đối phương thăm dò hứa thanh mà nhiều lần thách thức thậm chí còn giam người để bức bách đối phương không thể không chiến gã hối hận chính mình không nên tham lam cho rằng có thể nắm chắc thắng lợi trong trận chiến này gã càng hối hận vì mình không nên quan tâm tới thể diện vì đó mà tiếp nhận cuộc chiến sinh tử này. Nhưng những điều đó vẫn không sánh bằng sự mờ mịt của gã, cho đến khi chết gã cũng không biết được tại sao từ đầu đến cuối hứa thanh đều không có một chút ý niệm nghi ngờ nào. Nhưng lúc này hết thảy mọi thứ, đều đã biến thành oán độc, cũng đã trở thành quá khứ. Thiên địa trong mắt của gã đã biến thành một mảnh đen nhánh, tựa như có người đắp mảnh vải lên trên người gã. Ngoài thanh trì, một mảnh thanh tịnh, chỉ có từng bông tuyết lẻ tẻ bị gió thổi lên, cuốn vào trong giữa thiên địa, lúc sau liền ung um dung phiêu tán rơi trên thi thể, phủ trùm lên trên máu tươi. Rất nhanh, đã không còn nhìn thấy máu trên mặt đất, chỉ có thi thể Lý Tử Lương vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt hứa thanh yên tĩnh, lời đối phương nói trước khi chết hắn cũng đã nghe được, nhưng những lời nói ra vào thời điểm này, có thể tin tưởng nhưng cũng không thể tin tưởng. Hắn tin tưởng xác thực là có người sai khiến, bởi vì điều này phù hợp với phán đoán lúc trước của hắn. Nhưng hắn không tin bất luận cái tên nào mà Lý Tử Lương nói ra. Mà cuối cùng vì lòng tin của hứa thanh với người ngoài quá ít, cho nên phần lớn thời điểm hắn chỉ tin chính mình. Bởi vì rõ ràng, người có thể an bài Lý Tử Lương đến sò xét hắn, nhất định là người mà Lý Tử Lương không thể, cũng không cách nào cự tuyệt, nếu như thật sự nói tên đối phương ra, cho dù Lý Tử Lương tạm thời sống sót dưới tay hứa thanh, nhưng tương lai cũng sẽ rất thê thảm. Cho nên có nói tên ra, khả năng đại khái cũng sẽ là tên giả. chương 781, đánh một trận lập uy 2. Dùng một cái tên giả để đổi một cái mạng, hứa thanh cảm thấy không có lợi. Đây là tính cách của hắn, cũng là thói quen của hắn, khi cảm nhận được nguy hiểm, nhưng lại không tìm được mục tiêu nhắm vào mình. Tốt nhất là dùng thái độ hung tàn diệt sạch nhanh vốt mà đối phương đưa ra, đây cũng là một loại uy hiếp. Về phần đáp án giải thích cho sự mờ mịt trước khi chết của Lý Tử Lương, thật ra rất là đơn giản. Giống như hứa thanh không tin những gì đối phương mở miệng khi còn sống vậy, hứa thanh tin tưởng chính mình, tin tưởng phán đoán của bản thân, càng tin tưởng ký ức của bản thân. Hứa Thanh, ta đã tìm ngươi thật lâu, cừu hận giữa ta và ngươi, ngươi còn nhớ rõ ta không? Đây chính là câu nói đầu tiên của Lý Tử Lương, nhưng đã không biết cừu nhân của Hứa Thanh đều bị hắn khắc vào trên tấm thẻ tre, hắn cũng thường xuyên nhìn lên tấm thẻ tre này, quên cái gì cũng sẽ không quên cửu nhân. Ta đã biết tại sao ngươi không biết ta rồi, trên người của ngươi. Ngươi rõ ràng bị, đâu là câu nói thứ hai, mà câu này lại càng khó có thể khiến hứa thanh giấy lên chút gợn sóng nào, bởi vì che giấu bí mật đã trở thành thói quen của hắn rồi điều này cũng đổi lấy một loại tự tin đối với bí mật của bản thân trừ phi đối phương trực tiếp nói ra một chút bằng không mà nói hắn sẽ không chút thay đổi sắc mặt cuối cùng không phải do loại phương pháp niệm lực của lý tử lương có uy lực chưa đủ mà do gã không biết rõ hứa thanh không cách nào nói ra những lời khiến cho trái tim hứa thanh chân chính xuất hiện gợn sóng màu mè hứa thanh nhàn nhạt mở miệng đây là lời duy nhất hắn nói ra từ khi giao chiến đến giờ Cùng lúc đó sau khi không khí tạm thời yên tĩnh, bên trong thái sơ liu thành lỡ ô tức tràn ngập âm thanh xôn xao, còn có từng trận kinh hô truyền ra từ trong miệng những người đệ tử các tông khác đang vang trên không trung. Chết rồi, thế này, cũng quá nhanh rồi, nghiền nát thiên cung, một dao cắt hít hầu, quá quyết đoán. Hắn thực sự dám ra tay, hứa thanh này, không thể trêu chọc, rõ ràng lòng dạ người này độc ác, ra tay chính là giết người, và lại vô cùng hung tàn. Ngoan độc, không hổ là người duy nhất được hưởng đãi ngộ đạo tử của liên minh bát tông âm thanh hấp khí không ngừng truyền ra tiếng nghị luận xôn xao bên trong toàn bộ thành trì đệ tử đến từ các tông bát phương cùng với tán tu nơi đây đều bị kinh hãi kinh hãi vì hứa thanh ra tay cực nhanh cũng kinh hãi sự tàn nhẫn của hắn bọn họ không nhìn ra quỷ u đoạt đạo công nhưng bọn họ có thể nhìn thấy thi thể lý tử lương héo rũ cùng với sự thê thảm trước khi tử vong của gã từ những thứ này thì bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được lúc đó Lý Tử Lương phải chịu thống khổ như nào. Mà một sao cắt hít hầu lạnh lùng kia lại càng làm cho trong lòng mọi người theo bản năng cảm giác dùng mình, hình như ở trong mắt của bọn họ, hứa thanh đứng ở nơi đó đã biến thành hung thần ác sát. Hết thảy khiến cho mọi người nhao nhao ngưng trọng, nhất là những tu sĩ kim đan mở thiên cung lại càng là như vậy, đôi mắt nhìn hứa thanh mang theo sự kiêng kỵ thật sâu. Dù cường giả các tông dẫn theo cũng đều nhao nhao coi trọng việc này, và lại cũng có không ít người đều nhìn về phía nơi đặt chân của Thái Ti Tiên Môn cùng với Liên minh Bát Tông. Thái Ti Tiên Môn, một mảnh im lặng, Liên minh Bát Tông cũng tương tự như thế. Bọn họ đều đang đợi, dù chuyện này đã rất rõ ràng, và lại cũng đã từng có tiền lệ rồi, nhưng ở nơi đây vẫn phải đợi chấp kiếm đỉnh trên Thái Sơ Ly U trụ đưa ra kết luận. Không lâu sau, một âm thanh lạnh như băng từ bên trên Thái Sơ Ly U trụ truyền ra. Giỏi cho một tiểu tử vừa cả gan làm loạn, vừa chém giết sát phạt quyết đoán. Nếu như trong thời thái bình thịnh thế, tính cách này của ngươi nhất định sẽ sống không lâu, nhưng bây giờ, người chấp kiếm đình ta cần, chính là những con sói con như vậy. Thất huyết đồng, cho ra một hạt giống rất tốt, tiểu tử, bổn tọa rất chờ mong thành tích khảo hạch của ngươi. Thanh âm vang vọng, truyền khắp bát phương, sau đó, bên trong liên minh bát tông truyền ra tiếng cười của huyết luyện tử. Hứa thanh, còn không cảm tạ đại nhân thưởng thức, hứa thanh nghe vậy, đáy lòng hơi chút do so dự với câu đánh giá cả gan làm loạn kia, trong lòng cũng hiện ra một cái suy đoán, sau đó liền cúi đầu về phía bầu trời. Tạ ơn đại nhân, theo chấp kiếm đình mở miệng, chuyện này coi như cũng đã đậy nắp quan tài rồi, dẫu sao thì đây cũng là đánh giết bên ngoài thành trì. Mặc dù xưa nay ngay thời điểm trước khi thí luyện chưa từng xuất hiện qua việc này, nhưng trước kia vẫn đã có tiền lệ rồi đánh giết bên ngoài thành trì rồi. Mặc dù chấp kiếm đình không cấm đoán, cũng sẽ không đề sướng, nhưng thật sự làm vậy cũng không tính là trái với quy định. Điểm này huyết luyện tử biết được, Thái Ti Tiên Môn cũng đều biết. Mà tâm tư của Đại Tông Môn cũng sẽ không nông cạn mà hiển lộ ra ở mặt ngoài, vì vậy rất nhanh bên Thái Ti Tiên Môn có tu sĩ đến, thu thi thể Lý Tử Lương đi. Hứa Thanh cũng bước vào trong Thái Sơ Ly U Thành, chỉ bất quá lần này hắn bước vào đã không giống như lúc trước nữa. Lúc trước, mỗi tiếng nói hay mỗi cử động của hắn đều không bị chú ý quá mức, mà lại càng nhiều những lời nghị luận về việc hắn tránh chiến. Mà bây giờ, những nơi hắn đi qua đều được ninh đón bằng ánh mắt kính sợ và tránh lui lại không có bất kỳ người nào cho rằng hắn tránh chiến nữa, ngược lại cũng hiểu tại sao lúc trước hứa thanh cự tuyệt, bởi vì chim ưng uy mãnh tự nhiên sẽ không có hứng thú đối với thách thức của chim sẻ còn con. Mà giờ khắc này trên thái sơ lưu trụ, có hai vị chấp kiếm giả đang đứng ở trước cung điện chấp kiếm đình, trong hai người có một người là lão giả và một người trung niên, giờ phút này cả hai đều đang nhìn đại địa xa xa phía dưới, ánh mắt đều chú ý trên người hứa thanh. Nếu như hứa thanh đứng ở gần đây, vậy hắn có thể nhận ra hai vị này lão giả là một trong ba người giao chiến cùng U Tinh Linh Tôn lúc trước, mà người trung niên kia cũng đồng dạng xuất hiện ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn, chính là vị đại tu quy hư nhị giai uy vũ bất phàm kia, là người giao chiến cùng Thai Quang Linh Tôn.